xin mến chào quý vị và các bạn thưa quý vị đây là một câu chuyện có thật do chính người trong cuộc kể lại người bạn đó tên là trường cũng là nhân vật chính của câu chuyện ngày hôm nay đó là mối tình vụng trộm của bạn ấy với một quý bà giàu có cực kỳ xinh đẹp người gốc hà nội bà ấy đã thuê trường trông bố mình ốm ở bệnh viện bạch mai trong nhà vệ sinh hai cô cháu có làm tí không thì xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện này ạ. À. Trường năm nay vừa tròn 30 tuổi, có vợ tên Thu 27 tuổi. Cả hai đang thuê nhà trọ tại Mỹ Đình, thành phố Hà Nội. Thu đang là công nhân, xí nghiệp may bao bì, công việc tạm ổn định. Tuy vậy, đồng lương ít ỏi lắm. Riêng trường thì khá bấp bênh, làm đủ thứ nghề mà vẫn chẳng ra gì. Lúc thì phụ hồ, lúc thì bốc vác, có dạo lại chạy xe ôm. Hai vợ chồng đã có một cô con gái 4 tuổi phải gửi lại cho bà ngoại chăm ở quê để xuống thành phố mưu sinh. Gần một năm nay, tình hình kinh tế gia đình cũng không mấy khá hơn vì trường vẫn thất nghiệp. Thỉnh thoảng lại dính vào các chầu nhậu của xóm nhà trọ nên say xỉn thường xuyên. Bỗng một hôm, trường nhận được điện thoại của đồng hương giới thiệu cho bạn ấy việc làm. Trường rất vui vì hy vọng sẽ có được việc làm phụ giúp vợ và cũng tránh bớt chuyện rượu chè không hay mấy. Trường cũng thấy xấu hổ với vợ vì chuyện này. Ngày mai cậu sẽ đến chỗ hẹn để gặp bạn Đồng Hương và giới thiệu công việc sẽ làm. Trường hơi bất ngờ vì buổi hẹn lại là căng tin của một bệnh viện lớn tại Hà Nội. Trong lúc chờ khách hẹn đến, Trường được người Đồng Hương nói sơ qua về công việc sắp tới. Tôi nói chồng biết là ông là người may mắn lắm mới gặp được gia đình này đó. Ông khéo mà chịu khó nghe lời, chỉ dẫn và giúp họ hết lòng đấy nhé. Dạ vâng em hứa, em đội ơn bác đã giúp cho em việc này, em sẽ không quên ơn bác đâu. Khoảng chừng 15 phút sau thì có một chị mặc đồ công sở đến bắt tay chào hỏi gã đồng hương. Chào anh Huệ đây có phải là người tôi cần anh giới thiệu không vâng chào chị anh này tên trường vâng chào anh trường tôi là hằng người quen anh hòe đến gặp anh sáng nay để nhờ anh tí việc đấy mà vâng cảm ơn chị tôi đã được nghe anh hòe trao đổi sơ qua rồi à sau khi gọi nước uống chị ấy bắt đầu câu chuyện mà chị chờ đợi mấy ngày nay à thôi ta vào việc nhé này anh hòe nếu anh thống nhất thì tôi sẽ trả cho trường mỗi tháng 3 triệu được không? Thì tôi sẽ chỉ dẫn ngay cho trường vài việc rồi tôi xin phép các anh phải về cơ quan đang bận khá nhiều việc hôm nay. Anh Hoài lên tiếng trước. Chị xem tôi kiếm cho chị cái thằng này ngoan và chăm làm lắm đấy. Chị xem mở cho hắn thêm ít tiền tiêu vặt nữa. Hoàn cảnh vợ con nhà nó cũng khá là lêu bêu lắm chị ạ. À. Thôi nhanh kể tôi tin rồi, như vậy tôi sẽ gửi thêm cho chú Trường một triệu nữa để phụ giúp vợ con chú, được chưa nào? Chị ấy biết Trường nhỏ tuổi hơn chị mà nên xưng hô vậy luôn. Trường nghe như vậy thì mừng lắm. Bởi công việc thì chưa biết thế nào. Nhưng với mức lương này khi ấy, nó chẳng bao giờ mơ tới. Nó chỉ mong có được công việc làm là tốt rồi. Trường cũng thầm nghĩ, chắc người phụ nữ này dễ tính và dễ chịu qua cách nói chuyện. Thực ra thì cậu chỉ nhận được khoảng 3 triệu tháng đầu và các tháng sau là 3 triệu rưỡi như đã thỏa thuận với anh Hòe. Gã này là người môi giới công việc nuôi người ốm tại bệnh viện này khá lâu rồi. Tên tuổi gã thì ai cũng biết ở bệnh viện, nhất là những gia đình có hoàn cảnh nghèo đơn, không có ai chăm sóc người bệnh. Thì chỉ cần qua gã là sẽ có người chăm sóc ngay với giá cả thỏa thuận. Rồi Trường và chị Hằng vội vã lên tầng 4 của bệnh viện. Đây là dãy chăm sóc cho các bệnh nhân nặng, mất khả năng đi lại. Mọi việc phải cần có sự giúp đỡ của người thân như thay quần áo, lo vệ sinh, thuốc men. Do bệnh viện chỉ dành phục vụ cho cán bộ nên cảnh xô bồ cũng ít thấy và phức tạp như các bệnh viện khác mà trường biết. Lúc vào thang máy chỉ có hai người mở thôi, trường thoảng ngửi thấy cái mùi nước hoa đắt tiền từ người chị hàng làm cậu cảm thấy cảm tình với người phụ nữ mà nó mới gặp lần đầu. Thấy Trường Yên lặng ngại, chị Hằng bèn lên tiếng. Chồng chú cũng trẻ khỏe mà nhanh nhẹn đấy. Chị mong chú làm tốt cho ông. Chị quá khen em rồi. Có gì chị chỉ bảo cho em nhé. Em sẽ cố gắng hết mình, chị yên tâm ạ. À. Chú nói chị cũng vui rồi đấy. Mấy hôm nay không có người trông trông cụ. Ôi vất vả quá chú ạ, à. chị thì. Lúc này đã lên tầng 4 dành cho các bệnh nhân nặng. Chị Hằng đưa trường đến phòng chăm sóc đặc biệt. Đây là khu vực chỉ dành cho những người bệnh là cán bộ cấp cao. Khoảng hơn 10 phòng chăm sóc loại này. Phòng bố của chị nằm phía cuối dãy. Lúc bước vào phòng thì gặp ngay cô y tá đang vào thuốc cho cụ nên chị bắt chuyện ngay. Chào em, hôm nay chị có người đến ở lại chăm sóc cho ông ở đây. Anh này tên Trường, Chị giới thiệu cho em biết làm quen. Có gì thì em giúp đỡ cho chú trường mới chưa quen việc. Ôi không sao đâu chị. Có gì em sẽ chỉ giúp cho. Trường cũng lịch sự chào lại cô y tá. Có gì không rõ, cô giúp tôi nhé. Có sao đâu anh, cũng dễ mà. Có gì không hiểu, anh báo em biết nhé. Em sẵn sàng giúp thôi mà. Trường nhìn cô y tá, còn khá trẻ, tuy không xinh, nhưng cũng dễ nhìn. Đây là lần đầu tiên trường vào nơi này. Cậu hơi bị thoáng lạnh vì phòng lúc nào cũng bật máy điều hòa. Biết ý trưởng lần đầu như vậy nên chị Hằng lên tiếng. Chắc chú mới vào chưa quen. Vào đây phải mặc thêm áo khoác mới đủ. Nếu chưa có thì tối nay chị lấy của chồng chị dư xong mang vào cho nhé. Cũng phải giữ sức khỏe để mà chăm ông cho chị đấy nhé. Chị Hằng nhìn trường cười và cái giọng lên cuối câu nói như lo lắng của người chị dành cho người em vậy. Cậu cảm thấy vui sướng trong lòng. Trường thầm nghĩ mình đã gặp được người tốt rồi. Mãi đứng nhìn cô y tá làm thuốc cho người bệnh. Giờ cậu mới nhìn thấy ông cụ. Ông khá là hòm hem, gầy dọc, chắc là nằm ở đây lâu lắm rồi. Tóc thì lơ thơ, còn vài sợi, dâu thì lởm chởm bạc phếch, mắt lờ đà lờ đờ, miệng há hốc và đặc biệt mũi phải thở bằng oxy đưa vào trường nhìn cụ thương hại bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ là người cận kề cụ để chăm sóc việc làm thuốc cho ông cụ cũng xong em y tá ra ngoài trong phòng chỉ còn là chị hằng và trường thôi chị nhanh nhảu hướng dẫn qua loa cho cậu mấy chuyện lạt vặt rồi đến phần chính là chuyện làm vệ sinh cá nhân cho ông cụ vì ông cụ đã không còn biết gì hết sau hai lần tai biến nên chỉ còn sống đời sống thực vật nên chuyện ăn uống vệ sinh đều không kiểm soát được. Phần này chị Hằng hướng dẫn trường khá là chi tiết. Cậu nhìn chăm chăm chị làm. Cái mùi nước hoa bên người phụ nữ trung niên làm hút hồn cậu. Đứng sát bên chị thật gần để nhìn thao tác chị hướng dẫn mà người trường đờ đẫn ra khi thoáng nhìn thấy khe áo lót của chị trắng ngần. Người chị chắc chắn thế. Thân hình thì đầy đặn của tuổi 46 như chị nói cho trường biết. Dân công sở nên nước da trắng trẻo, đặc biệt là hàng họ cũng căng đét trong chiếc váy đen. Trường nhìn bỗng nghĩ bậy, dám mà vợ mình được ngon thế này nhỉ? Thỉnh thoảng cậu lại nhổm người lên nhìn chị hàng làm, mặt trường chạm vào vai của chị, làm cậu thấy thoáng thích thú với người phụ nữ quý phái này. Rồi đến phần tế nhị nhất là vệ sinh cái bộ phận ấm chén cho ông cụ khi ông ấy đi tiểu bị ướt. Trường nhìn chị làm nhẹ nhàng gọn gàng và thành thạo chị vừa làm vừa hướng dẫn đến làm phần này chú phải làm cẩn thận kỹ càng để vừa sạch sẽ vừa để tránh ẩm mốc sinh lở loét cho cụ thì khổ thêm nữa đấy chú nhé hai quả cà pháo thâm thâm trường phát hiện ra hình như ông cụ có phản ứng hơi tửng lên thì phải vừa nói chị hằng lại làm nhiệt tình ông bị liệt não vậy mà có điều trường thấy nó khá là dài và to cậu trộm nghĩ ông này lúc trẻ chắc đã làm khá nhiều bà mê đây quay lại thực tế trường thấy chị hằng không e thẹn gì khi mà vệ sinh vùng cấm địa trong ông cụ trường nhìn chút ngượng ngùng bên người phụ nữ cậu chỉ chắc là của bố chị nên cũng quen và không có ý nghĩ gì bỗng chị hằng nhìn trường rồi cười nói đấy chú thấy chưa làm giết rồi cũng quen thôi của bố chị nên chị cũng dễ làm chứ mà của người khác thì chị chịu hết thôi trường bẻn lẻn cười xấu hổ mà em thấy chị tự nhiên với chuyện này thật đấy nhé tuổi chị giờ cũng già rồi mà nên trai lì lắm em ạ à. chuyện này cũng quá thường với chị thôi vâng em tưởng chị ngại chuyện này chứ ôi tuổi này mà còn ngại gì nữa em chị hai lửa rồi tức là hai đời chồng tuổi lại sồn sồn già rồi còn gì để mà mất nữa trường nghe chị hằng lần đầu mới gặp mà đã dám thổ lộ như bật đèn xanh cho mình nên trường càng phấn chấn hơn vì công việc thôi mà mỗi cái vệ sinh nhấm chén chồng cụ mà được 4 triệu ngon ơ luôn lúc này trường bạo dạn hơn ôi chị là chị nói thế chứ em có vợ mà cũng như không à không là không thế nào thôi khó nói lắm chị ạ à. trường ngại ngùng vì mới buổi đầu tiên mà nhớ chị hiểu khác thì không chừng mất việc ngay nhưng chị hằng chẳng chịu đứng vì tò mò mà chuyện gì chú cứ nói thử chị có giúp được chú không chú cứ yên tâm nói cho chị nghe nhé không ai biết đâu mà chú ngại cả thôi để lúc khác em có dịp tâm sự chị hiểu bây giờ chị về đi làm cho kịp em đã biết cách chăm sóc cụ rồi chị ạ à. chị về đi mà không sao đâu chị làm sếp mà lúc nào muốn đi làm cũng được chú cứ thoải mái nói cho chị nghe đi Thấy chị Hằng mở lòng, nó bỗng tự tin hơn. Thì số là vợ chồng em vào đây hơn năm rồi, con phải gửi ngoại giữ. Vợ em làm công nhân may theo ca, lương thì ba cọc ba đồng. Em thì thất nghiệp như chị thấy đấy, chỉ có chút sức khỏe đi bốc vác hay phụ hồ qua ngày mà không thường xuyên được. Bạn bè thì thú thật chị hay rủ nhậu nhẹt nên em cũng hơi hư, nên con vợ nó hay đai nghiến mãi. Dạo gần đây nó đi làm về khuya Nói là do tăng ca Lúc đó em có chút men Nên cũng muốn gần vợ Nhưng mà nó cứ khăng khăng từ chối cho em gần Nói đi làm về mệt nghỉ Để sức còn mai chiến đấu Em thật xấu hổ lắm Mới tâm sự cho chị nghe Vì chị như chị gái của em Và chị nói thì em tin Chị Hằng nghe trường thổ lộ Mà lòng chị bỗng xốn sang không ít Trong khi đang ở tuổi hồi xuân Mà chồng chị thì ngược lại cũng rượu chè với bạn bè, lại bỏ bê, không thèm đòi hoài đói hoài đến chị, đang mỡ màng như thế này mới khó chịu làm sao. Chợt hôm nay, gặp chuyện của trường, chị bỗng thấy thương hại và đồng cảm với hoàn cảnh của chính mình. Thôi chú cứ nghe lời chị, chăm chỉ làm việc đi, có thu nhập và bớt rượu chè thì lúc đấy à, con vợ nào mà chẳng chiều chồng, chú khéo lo xa quá đấy, mà đẹp trai như chú ối bà mê hi hi. Thôi cứ như vậy đi, giờ chị phải đi làm đây. Nếu được tối chị vào thăm ông xem chú làm thế nào. Vâng chị về đi à? em làm được mà. Nói rồi chị Hằng quay lại bàn nước, lấy cái bóp mở ra lấy hai tờ 500 ngàn đưa cho Trường. Này chị gửi trước chú tạm ít tiền để tiêu tháng này nhé, nhưng ở đây không được rượu chè đấy nhé. Dạ cảm ơn chị, em nhớ ạ. À. Chị Hằng đi rồi, Trường chợt thấy vui vì vừa được làm việc cũng khá nhẹ nhàng, lại vừa có người chủ, dễ tính, đáng mến như chị. Cậu cố kìm cái ý nghĩ đen tối khi nghĩ đến vẻ đẫy đà và mùi nước hoa nhạy cảm kia. Nghĩ đến đây, Trường lại mong chị tối sẽ vào thăm ông. Cậu cũng thấy mình hơi phét với chị về chuyện quan hệ vợ chồng của mình. Thật ra thì cái Thu vẫn cho Trường làm chuyện ấy hàng tuần đến 4 năm lần. Thu là dân nhà quê, lao động từ nhỏ nên cũng rất khỏe trong chuyện này tuy xa con nhưng còn có chồng bên cạnh nên thỉnh thoảng cứ thấy tiện là vợ chồng đều có thể ấy nhau được bất cứ giờ nào khi hai vợ chồng gần nhau. Nói về Thu, vợ trường tuy không đẹp như gái thành thị nhưng được cái thân hình khỏe khoắn, hơi cao, cũng đầy đặn vì là gái một con với làn da ngăm và vòng một khá to nên trường cũng khá mệt mỏi mới chiều nổi vợ. Cái cớ dối chị Hằng để làm chị thương cảm cậu hơn thôi. Chứ trường chưa dám nghĩ đến chuyện sẽ gian díu với chị. Mình người ngợm hôi hám thế này, nghèo rất mỏng tơi, đâu dám mơ tới quý bà sang chảnh kia. Rồi cậu buồn cho cái số của mình, vì nghèo mà vợ chồng phải gửi con cái ở quê, trông bà chăm hộ. Rồi dắt díu nhau ra cái đất chật người đông này mà bon chen kiếm bát gạo xấu. Nhưng thấy chị Hằng khá tự nhiên, nên cậu cũng bỗng dặn dĩ lên và nói xạo một cách dễ dàng như thế. Biết đâu chị ấy cũng sẽ thoải mái trong thời gian tới. Nghĩ đến đây, trường cảm thấy yêu đời hơn và sẽ cố gắng làm việc tốt hơn. Khoảng gần 8 giờ tối thì chị Hằng vào thăm bố trong lúc mà trường đang loay hoay nhắn tin với vợ. Thấy chị vào, trường vội nhét điện thoại vào túi quần rồi lại cửa phụ chị mấy túm đồ chị mang thêm vào cho trường. Cậu đem các gói để lên bàn nước, Em tưởng chị bận không vào thăm ông chứ? Vào chứ em Trong nhà chị thương bố chị nhất đấy em ạ à. Vì vào ban đêm Nên chị ăn mặc khá giản dị Cái quần dài đen Và chiếc áo phông khá rộng Màu khá tối Tóc chị cột lại Lộ hai tay trắng xinh Chị dọn dẹp Và soạn đồ dùng Mà chị mang vào cho trường Nào là kem Bàn chải Và ngay cả cái áo khoác Mà nó đang cần Cái áo khoác tuy cũ nhưng còn khá tốt, chắc của chồng chị không dùng nữa. Này đêm nay, nhớ mặc áo này vào ngủ khéo cảm lạnh em nhé. Vâng, cảm ơn chị. Chị lo cho em chú đáo quá, em ngại ghê. Có gì đâu mà ngại, chị lo cho em như em trai chị vậy thôi mà. Sau khi sắp xếp xong, chị Hằng lại bên giường bệnh, nhìn ông bố, rồi khẽ kéo chăn đắp xuống kiểm tra. Nào, để chị xem em hôm nay làm có tốt chưa nào. Lúc này đây, trường đứng sát vào người chị, một chút hương đàn bà lẫn nước hoa còn sót trên cái gáy trắng ngần của chị, làm trường bối rối quá. Cậu nhủ thầm, có khi nào sức hút âm dương của người đàn bà này mạnh quá hay chăng? Chị Hằng kiểm tra bộ ấm chén của ông cụ rất vô tư. Hừ, chú làm sạch trong đấy nhè, tốt đói hèn. Lúc chị cúi xuống giường, trường chợt thoáng thấy, hình như là chị Hằng không mặc áo lót hương thơm đàn bà, làm trường mê mẩn. Bởi lần đầu, cậu mới biết cảm giác bất ngờ và lạ lẫm này. Ở nhà cái thu, vợ cậu không có cái mùi quyến rũ như thế này. Đang miên man miên man suy nghĩ, thì bỗng tiếng chị. Ôi, ông lại xấu nữa rồi đây chứ. Chị để em làm cho, chị ngồi nghỉ đi. Ừ thôi chị nghỉ, chú giúp chị thay đồ cho ông nhé. Chị Hằng ngồi xuống ghế, lấy nước trong tủ lạnh uống, và tranh thủ xếp đồ trong tủ lạnh. Lần đầu tiên, Trường được gần một người đàn bà đẹp thế này. Cậu tim đập thình thịch. Chắc chị Hằng dường như nghe hơi thở nó hồi hộp chăng. Em sao run vậy? Thấy chị bệnh xấu hổ à? Mà Trường xấu hổ thật. Khi lúc này đang bày trước mắt hai người là cái bộ ấm chén ối la la của bố chị. Chị Như có ý nói nó thêm khi sát trường hơn. Ừ thế này nè. Ừ đúng rồi đó. Kéo sát lên. Ừ, chùi chùi, khẽ khẽ thôi. Rồi được rồi. Phần chị Hằng. Kể từ lúc sáng, sau khi trong thang máy, nhìn thằng em giúp việc cũng được, chị mới động lòng thương và ước ao có cách để hắn giải tỏa cho những đòi hỏi của tuổi hồi xuân của mình mà ông khoái chồng chị chẳng đáp ứng cho chị đủ. Chị thử gợi ý trong câu nói thăm dò, nhưng xem bộ cậu em này cũng thấy thích mình chút rồi thì phải. Tối nay chị vào thăm ông Thói quen không mặc áo lót Chỉ ở nhà mà thôi Nhưng sao tối nay nghĩ đến thằng Trường Chị lại muốn thả rông thử xem thế nào Kẻ cũng vui mà Biết đâu lại thêm cái cảm giác thèm muốn Mới lạ thì sao Ôi mà kẻ đi Chị Hằng nghĩ vậy và lấy xe vào bệnh viện Trong cách ăn mặc như vậy Với đôi mắt trải đời Hằng không khó để nhận ra Sự bất thường bên dưới của Trường Chị biết ngay thì ra là thằng trường này Nó đã thích mình rồi Mê rồi đây Chị làm bộ không biết Để yên cho hắn sướng Và chị cũng bắt đầu cảm nhận được Cuộc phiêu lưu tình ái mới này đây Sau khi sửa soạn cho ông xong Hai chị em ngồi tâm sự Chị Hằng vẫn như không hay biết gì Chị mới liếc nhìn đáy quần trường Chị cảm thấy thèm thuồng Nhưng vội xóa toàn ý nghĩ kia Bởi nhiều lý do Mình lớn tuổi Lỡ có việc gì thì gia đình chắc ta nát hết cũng nói thêm, ông Khoái chồng chị đang là cán bộ của viện kiểm sát, có nhiều quyền hành và bổng lộc, ông lớn hơn chị 4 tuổi. Nghĩ đến chồng thôi chị thấy buồn, nhưng rồi nhớ lại lúc nãy, cái vật đàn ông của trường từng 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 lên, chị không sao mà quên được. Chị thấy hứng và đỏ mặt, trường trêu chị một câu. Em nhìn chị ăn mặc như vậy, trông trẻ hơn lúc sáng đó chị ạ. À. Trường cũng khen đúng tìm chị. Bởi chị đang già Mới đang hồi xuân nữa Ôi chú khéo khen chị Chị già lắm rồi chú à Chú còn trẻ chán Để tìm người khác mà khen nhé Chị cấm chú khen chị nữa đó hi hi. Lúc sáng thấy chị ăn mặc nghiêm chỉnh nên thấy Thấy già chứ gì Chị biết ý chú hết mà Dạ thấy chị vui Nên em cũng mừng Và sẽ làm tốt để chị yên tâm à Chú làm tốt Chị còn thưởng cho chú nữa đó Chị Hằng nói kéo dài cái chữ thưởng ra luôn Thỉnh thoảng thì trường liếc trộm chị Ô hay Hình như là chị không mặc quần lót thì phải Không thấy cái viền đâu Thực sự 10 thằng đàn ông Thì có 11-12 thằng là như vậy Quần lạ bao giờ cũng ngon hơn Nhìn chị hơ hớ thế này cơ mà Câu chuyện gia đình Đời sống bệnh viện Kinh nghiệm kéo dài cũng gần đến giờ Chị phải về rồi Chị chỉ xuống cái giường gấp để ở góc rồi bảo Khuya đến, em lấy cái giường này ra rồi nằm ngủ trong ông nhé. Còn cái chăn của chị, để phía trong tủ em lấy ra mở đáp. Chị để em dùng luôn cho tiện, em khỏi phải mua sắm. Tiết kiệm tiền cho vợ con. Trường nghe chị Hằng lòng khóc khởi mừng vì khỏi phải mua và được ngửi cái mùi đàn bà mà trường đang thích. Em cảm ơn chị nhé. Thôi tối rồi, chị về đi kẻo chồng con trông. Em khỏi lo cho chị. Chị Hằng lạnh lùng trả lời nàng đứng lên ra về, trường tiến trị ra tận cửa như vợ chồng vậy. cậu bồi hồi, cảm giác thật bất chợt và sao nhanh đến như vậy. đêm đầu tiên, trường nằm trong bệnh viện, giấc ngủ chập chờn vì y tá trực thỉnh thoảng vào thăm bệnh nhân và cậu phải chăm sóc cụ khi cần nữa. chưa quen, nhưng trường cũng tạm hài lòng chấp nhận với công việc mới này. đêm qua, cậu nằm co ro trên chiếc ghế xếp mở ngủ, hương đàn bà từ chiếc chăn chị Hằng để lại, làm cậu thấy dạo dực khó tả. Trường mong thường xuyên được gặp chị Hằng để tâm sự và để hiểu sự đời, cũng như cách sống của dân thành thị. Mà mong nhất vẫn là thích được nhìn thân hình đẫy đà của chị đang vào tuổi hồi xuân sung mãn. Trường nằm nghĩ vẩn vơ, vào giữa lúc đêm thì dậy xem trường ông cụ. Mùi đàn bà từ chiếc chăn cứ làm cộng lại xốn sang. Chắc chị đã ngủ lại đây nhiều đêm rồi. Sao mở hương thơm đến thế nhỉ? Rồi trường cũng tiếp đi Trong giấc mộng đẹp Có hình ảnh của chị trong đó Cậu mơ thấy chị đang yêu mình Chiều mình Và cho mình làm chuyện đó Chị gào lên như con mèo cái khát tỉnh Ôi sướng đến thế ư Lúc này cậu mới chợt thức giấc Khi em y tá vào làm thuốc trong ông cụ Trường đứng dậy Gấp chăn cẩn thận Vào toilet vệ sinh Nhìn trong gương trường trợt thấy vui vì giấc mơ đêm qua cậu bước ra khi chị y tá đang cặp nhiệt độ trong cụ sáng nay ca trực của một chị y tá mới trông hơi lạnh lùng trường phụ trong cụ tiếp thức ăn đường miệng mắt ông cụ lờ đà lờ đờ nhìn trừng trừng trông thật tội nghiệp xong việc cậu ra ngoài đi dọc hành lang xem và tìm chỗ căng tin để uống cà phê và hút thuốc ngồi uống cà phê trường nghĩ đến vợ Giờ này chắc đang may ở xưởng nên chưa dám nhắn tin. Còn chị Hằng cũng chưa thấy gọi hỏi thăm tình hình ông cụ. Vừa mới nghỉ xong thì thấy điện thoại của chị. "Trường đó hả em, đêm qua ông có thế nào không?" "Vẫn bình thường chị ạ. À. Thế em có ngủ được không?" Giọng chị Hằng qua điện thoại nhẹ nhàng đáng yêu làm sao. "Dạ vâng ạ, à, em ngủ được chị ạ. À. Cái chăn đó của chị, em đắp đỡ đi nhé, để hôm nào chị tìm cái khác thay nhé." thôi khỏi đi chị ạ à. em thấy cái này dùng được rồi và lại em trường định nói thích cái mùi thơm của chị thôi em lấy được rồi à chị khỏi tìm cái khác nhé ừ thôi tùy chú chứ chị thì thấy ngài này ông cụ có đi tiểu đêm nhiều không cũng bình thường chị ạ à. em nhớ chăm sóc chồng kỹ cái chỗ đó đấy nhé đừng để bẩn là được dạ em biết rồi em làm như chị đã chỉ em đã quen chưa nào dạ nhìn cũng quen quen thôi chị ạ à. ừ chị thì nhìn chỗ đó giết cũng quen luôn em tin không chị hằng bắt đầu tán tỉnh trường người bệnh mà chị phải đành chấp nhận thôi trường trả lời thỏ thẻ là như thế nào hả em ý em là ai bệnh thì chỗ ấy cũng như là không vậy thôi nhưng chị thấy có người không bệnh mà chỗ đó cũng trông chán lắm em ạ à. chị hằng như bật bài ngửa với trường Cậu ngơ ngác. Ý chị nói ai vậy đó? Chỗ chị em thì chị mới dám nói mà em hứa không được kể với ai nghe đấy nhé. Dạ vâng, ai vậy chị? Thế chị thấy rồi cơ à? Thì chồng chị đó chứ còn ai nữa. Giờ ông dường như thua rồi đó em. Là sao chị? Là thua cuộc rồi đó. Chả làm ăn được gì sát đây em À. Chị cũng buồn lắm. Mà tâm sự với chú em, dẫu chỉ mới gặp lần đầu hay là chị hằng đã bật đèn xanh lúc tối qua mà trường không hiểu lắm nhỉ thôi em hiểu rồi chị ạ à. tài ảnh cũng lớn tuổi hơn chị mà hay nhậu nhạt nên vậy em đôi khi nhậu á à, cũng quên vợ đó mà chị hì hì đúng là bọn đàn ông mấy anh thôi chị đừng buồn nữa có lúc anh sẽ hối lỗi như em với vợ em vậy mà kể ra thì xấu hổ cho chị chứ gần cả chục năm nay rồi mà chị có được bữa nào cho ra hồn đâu hải em cái đó nó 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 là sao chị trường tò mò hỏi thì chỉ như cái ông ở trong kia thôi thế cơ ạ à? chán lắm chị chán lắm rồi em à ạ thế chị đang ở đâu mà gọi cho em thoải mái thế kia chị đang ở chỗ làm chị có phòng làm việc riêng ai vào cũng phải gõ cửa mà nên em yên tâm đi thế tối nay chị có vào thăm ông không ạ à? có chứ em chị không vào thì có ai vào lo trông đâu thôi chị làm việc đây trường có vẻ đoán không nhầm sau cái tối hôm qua với chị và cái cách mà chị hàng tâm sự chắc chị đang thiếu thốn lắm đây của lạ mà trường đứng lên về phòng bệnh tiếp tục công việc trong ngày ngày thứ hai công việc cũng bắt đầu thấy hơi quen cũng nhẹ nhàng chỉ khổ hơi bẩn khi phải dọn vệ sinh trong cụ thôi cậu cũng thấy thương cho ông nằm đó mà không biết gì hết thân hình chỉ còn chơ thơ lơ bộ xương già khẳng khiu thảm hại thôi không biết cụ sẽ còn nằm đây được bao lâu nữa trường thu xếp đồ đạc gọn gàng xong rồi đi tắm cho thoải mái toàn luet dành cho ông khá là sạch sẽ thơm tho trường vừa tắm vừa hít sáo thật yêu đời khi nghĩ đến tối nay chị hằng sẽ vào thăm ông chị cũng để lại đầy đủ xà bông thơm khăn tắm cho trường chắc chị cũng mong cậu làm tốt công việc để chị yên tâm công việc ở cơ quan và gia đình trường cũng được chị kể là trước cậu đã có hai người đến nhận công việc này làm nhưng một người là phụ nữ một là một ông khá già nên chậm chạp chỉ bảo nhiều mà vẫn không nắm bắt được lại thêm tính ăn cắp mặt quà của khách đến thăm ông để lại nên chị cho nghỉ ngay thật may cho chị hằng lại thuê được người trẻ khỏe mạnh nhanh nhẹn như trường nên chị không tiếc tiền cho việc này miễn là được việc mới có qua một ngày mà chị hằng thấy có cảm tình với trường ngay hình như là cậu ấy đang thích mình thì phải hằng nghĩ tới đây thấy nóng bừng cả hai má bởi hằng cũng đang thiếu sự chăm sóc của chồng và nhiều nhất vẫn là cái nhu cầu còn đầy trong con người chị chiều nay trường xuống căng tin ăn cơm sớm thức ăn ở đây cũng vừa miệng cậu chợt thấy thèm bia đã hơn hai ngày rồi, trường chưa có cái chất cay trong người, nên thấy như ngứa ngáy thèm thuồng lạ lùng. Nếu chưa vào bệnh viện, trông ngông ốm, thì giờ này trường đã cùng đám bạn khu nhà trọ, đã bát ngát bao la trên bàn rượu rồi. Cậu vừa ăn vừa nhâm nhi bia, cảm giác thật ngon và đã. Trường chỉ uống một chai, vì thôi sợ chỉ biết uống nhiều, sẽ mách lòng chị hằng như đã hứa. Ăn xong, trường đi loanh quanh khuôn viên bệnh viện vừa hút thuốc ngắm nhìn lạ lẫm cảnh vật nơi đây. Khoảng hơn 8 giờ tối, chị Hằng mới vào thăm ông. Chị trông có vẻ vội vã, lăng xăng với cái túm đồ lỉnh kỉnh. Trường ơi, em cất cái này vào tủ lạnh, khi nào thích ăn thì dùng nhé. Còn mấy cái này, em mang ra ăn cùng chị nhé. Chị vội quá, cũng chưa kịp ăn, mang vào cùng ăn với em cho vui. Ôi cảm ơn chị, em vừa ăn xong, thì ăn thêm bát nữa cho vui với chị đi. Vâng ạ. Chị Hằng bước lại giường trông ông cụ thế nào rồi hỏi. "Hôm nay ông có sao không trường? Dạ bình thường chị, em làm những gì chị đã chỉ. Ồ oh, em khá quen rồi đó, cố giúp chị nhé." Vâng ạ. Rồi chị Hằng và Trường vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả như đã quen thân lâu lắm rồi. Lúc ăn, Trường không dám nhìn chị, lộ liễu nơi cổ áo. "Hôm nay chị mặc cái áo vải xanh cổ rộng chiếc quần bằng vải xô trắng mỏng trông cũng hơi khêu gợi chắc chị muốn ăn mặc thoải mái vì trời tối không ai để ý mà ăn xong thì trường mang đồ vào toàn luet sửa còn chị thì lại thay đồ trong cụ lúc ra trường thấy chị hai tay đang bận bịu thay quần cho ông cậu vội lại phụ cùng chị nhưng trường bỗng khựng lại một lúc khi nhìn qua ánh đèn chiếc quần trắng vải xô chị mặc như hiện rõ mồn một, một trường ngạc nhiên Dường như chị không mặc quần lót hay sao Mà trường chẳng thấy cái viền đâu cả Khi trường cúi xuống sát phía dưới qua anh điện Cậu thấy một màu đen đen Trường cảm thấy khô cổ họng và tim đập mạnh Không biết chị Hằng có ý gì đây Chị để em làm cho Chị ngồi nghỉ uống nước đi à Trường bước lại sát bên chị Lấy tay giành lấy thay quần cho cụ Cái bộ ấm chén kia của ông cụ đã cũ nát quá rồi Khả năng không dùng được thật trường thấy ngượng nhưng chị như quá bình thường trường nghe tiếng thở của chị như gấp gáp khiến cậu thấy dạo rực chị hằng bắt đầu cảm thấy thèm muốn khi nghĩ đến người đàn ông tràn đầy sinh lực đứng sát mình cậu vẫn chăm chú làm việc chị khẽ thở đều đều sợ trường biết chị để yên như không hay biết gì lúc này trường cũng phát hiện ra bất thường nơi chị theo phản xạ tự nhiên có điều kiện thì cái đàn ông của cậu nhanh chóng chào cờ chào trường thấy ái ngại người ta là bà chủ mình làm thuê lấy tiền cơ mà còn về phần chị hằng như vậy là cá đã cắn câu rồi trường như đã lọt vào tầm ngắm của chị chị chưa đầy hai ngày làm việc với nhau chị hằng chủ động mọi chuyện từ ăn mặc hở hang tâm sự thổ lộ để trường biết chị thầm cười chiều nay trong lúc tắm ở nhà trước khi vào thăm bố chị đã nghĩ đến việc không mặc quần lót để mời gọi cậu thanh niên này rồi cũng may căn phòng săn sóc bệnh nhân cán bộ cấp cao này của bố chị được bố trí riêng biệt không nằm chung cùng bệnh nhân khác cửa nẻo nếu cần khép lại cũng được vì sử dụng máy lạnh suốt cả ngày cho bệnh nhân nặng nên chị và trường mới dễ có cơ hội gần gũi và tâm sự những chuyện gia đình chuyện vợ chồng thoải mái nhất ông bố thì nằm đó chỏng treo như người đã chết nên không biết gì cả chuyện chỉ còn lại giữa người đàn bà đang khát tình hồi xuân và một người đàn ông sung mãn quê mùa chỉ có thế mà thôi chị hằng và trường ngồi uống nước nói chuyện thêm nhiều điều mới về gia đình chị chị tâm sự cả những chuyện khó nói của vợ chồng nhất là cái khoản abc đôi mắt nhìn trường đong đưa ướt át rồi chị hằng cũng phải về nhà trường thấy buồn buồn đang vệ sinh trong cụ thì hằng sát lại gần trường nói Em để chị làm cho. Thôi để em, chị nhích ra đi à. Như vậy là thanh niên đã chịu đèn rồi. Hằng cười thầm. Ờ, chị xin lỗi em. Chị vô tình, chị xin lỗi em nhé. Không sao đâu chị, em không nghĩ gì đâu. Chị Hằng hơi đỏ mặt, yên lặng nói trường vài câu rồi về. Trên đường về, chị Hằng cảm thấy lòng dạo rực lưng lưng. Như vậy là mình có thể thỏa mãn được phần nào thầm kín đòi hỏi của con đàn bà thiếu thốn trong người mình. Hằng mỉm cười bâng cua. Trường đã ở bệnh viện gần 10 ngày nay rồi. Chuyện giữa cậu và chị Hằng ngày càng gần gũi hơn. Và trường có cảm nhận chị đang bật đèn xanh cho mình đi tới chuyện quan hệ khi có điều kiện thuận lợi. Trường thì ngày càng thấy chị lo lắng cho trường nhiều hơn như chăm sóc một người em chứ không hề như kẻ tôi tớ làm thuê nữa. Chị thỉnh thoảng mang thêm thức ăn nhà vào cho trường ăn thêm toàn là những món ăn mà chị nấu ăn rất ngon nữa trường biết chị thích mình rồi những gần gũi ngày càng cố tình hơn của hằng làm trường kích thích kinh khủng cũng lâu rồi chưa được gần gũi vợ nên trường cũng cảm thấy bức bí mà không dám nói ra dường như chị cũng đã đọc được ý nghĩ của trường và tâm sinh lý của đàn ông xa vợ lâu ngày nên một đêm khi chị đến thăm bố lúc trò chuyện với nhau chị đã chủ động trường cái chuyện quan hệ vợ chồng mà không chút ngần ngại. Này trường ơi, mấy ngày nay chị nhìn em mà, thấy như là buồn buồn cái chuyện gì đúng không? Nhưng nói chúng tim đen của trường cũng chẳng ngại mà thổ lộ với chị luôn. Dạ vâng, có chút chuyện vợ em, nó muốn nhắn về gấp bà Chị Hằng thừa biết trường bịa ra chuyện để được tranh thủ về gần vợ chứ chả có chuyện mẹ gì đâu. Nhưng chị vẫn trầm tính. Hừ, hay chiều mai, chị vào trông coi cho ông, để em về thăm vợ, rồi chủ nhật vào sớm cho chị nhé. Trường vui khi biết chị đã khá hiểu tâm lý đàn ông. Cậu nghĩ ngày mai là thứ bảy rồi, chỉ cần nở với vợ một đêm cũng đủ rồi. Hằng nhìn vào đáy quần thầm tiếc rẻ. Giá mờ của chồng chị như thế này thì chị sẽ sướng biết mấy nhỉ. Xong Hằng dừng ý nghĩ đó và sợ mình sẽ không kìm hãm được bản năng trong người rồi sẽ có những hành động liều lĩnh với trường sớm quá hay không. Dẫu sao thì chị vẫn lớn tuổi hơn mà, nhà có chồng danh giá nữa. Ôi không thể được, nhưng sau mỗi lần vào thăm bố, chị thỉnh thoảng được nghe trường tâm sự cái chuyện vợ chồng, rồi kế đến những cái gần gũi vô tình giữa lúc vệ sinh trông khiến hằng thích thú đến mê hoặc. Rồi cái nhìn trộm của trường, cái ánh mắt, vẻ mặt bối rối khi thấy hằng ăn mặc mát mẻ nữa chị dễ dàng tâm sự với trường hơn về những điều khó nói của phụ nữ trường cũng đoán được ý nghĩ của chị về những lần tâm sự như thế ôi em cảm ơn chị nhiều lắm mới làm có bao nhiêu ngày mà chị đã ưu ái cho em nhiều thế này em sẽ cố làm tốt công việc săn sóc cho cụ cho chị không sao đâu chị hiểu đàn ông mấy anh mà thiếu hê vợ cái nên nó mới bí bách thế thôi đúng không già dạ, cũng có chút thôi chị ạ à giờ bận làm ăn có thời gian đâu mà mà làm sao nào chị nhìn trường rồi cười rất điều ngoa nhưng chớ có mà đi ra ngoài mang bệnh về cho vợ là không được đâu đấy nhé dạ cái vụ đó thì nói thật chị a à, em chưa bao giờ dám chị ạ à. trường cười hề hề quả thực điều kiện kinh tế vợ chồng khó khăn là nhiều lúc thương vợ nên trường không dám nghĩ tới những thứ đó mặc dù bản thân đôi lúc rượu say cũng rát luôn muốn giải quyết ờ à, nhớ giữ gìn hạnh phúc gia đình còn không như chị đây chị như thế nào chị cũng cần cũng còn ham muốn mà chồng thì tối ngày cứ nhậu nhạt xỉn về chán chết đi được em ạ à. trường nghe chị bộc bạch bỗng thương cảm cậu đứng lên đi về phía chiếc ghế bố chị đang ngồi nghỉ đặt tay lên vai chị đây là lần đầu tiên cậu dám đặt tay lên vai chị như người ngang hàng Chị Hằng nhìn ra cửa sổ Làm lơ cho trường tha hồ Em cũng hiểu tâm trạng của chị Chị đừng buồn nữa làm gì Rồi chồng chị Cũng biết mờ chăm sóc cho chị nữa Ông mà biết lo lắng cho chị Thì chị đâu đến nỗi này Chị, chị buồn quá em ơi Trường biết chị Hằng Đang cần một vòng tay ôm ấp lúc này Nhưng trường không dám Sợ chị nghĩ không tốt về mình Thì gây cho công việc đang tốt Trường nghe tiếng chị khóc thút thít thật khẽ Chị lấy ống tay áo lau nước mắt rồi đứng lên. Thôi chị về đây. Chiều mai chị vào sớm cho em về nhé. Nhớ chồng cụ theo dõi cụ cho chị nhé. Nói rồi, chị Hằng đi về phía giường bệnh nhìn bố và khẽ lật áo xem. Trường cung đã thành thói quen hai người. Gần của lạ, Hằng thấy bồi hồi. Tối mai về với vợ tha hồ mà ấy nhé hi hi. Chị Hằng quay mặt lại nhìn trường cười lúng liếng. Ánh mắt đong đưa, gườn ướt, Hằng đi về, trường đứng ngẩn ngơ tiếc rẻ. Đêm đó, cậu lại mơ được gần gũi bên chị Hằng, được chị cho làm chuyện đó như vợ chồng. Lòng cậu dạo dực khi mong chiều đến để được về gần vợ. Khoảng trưa đầy 4 giờ chiều, chị Hằng đã vào bệnh viện sau khi thu xếp việc nhà. Chiều thứ bảy nên chồng con chị được ở nhà, không phải lo đón đưa đi học nữa. Như cũng thành thói quen, trong suốt thời gian bố chị nằm bệnh hằng vẫn là người ra vào bệnh viện chăm non cho bố nhiều nhất vì mẹ chị già yếu rồi hằng có đứa em trai nhưng ở tận mãi hải phòng nên không sao có thời gian và điều kiện như chị hầu hết việc chăm sóc bố đều do hằng thu xếp thậm chí có nhiều đêm chị cũng phải vào bệnh viện ngủ trông bố khi nhìn thấy tình hình sức khỏe không còn khả quan nữa việc chăm sóc cho những người bệnh nặng như bố hằng càng khó khăn hơn vì phải mất thời gian theo dõi cho đến khi nào người bệnh cạn kiệt sức lực thì đành chịu. Chiều nay, hàng ăn mặc khá kín đáo, chắc trời còn sáng, chứ không ăn mặc hớ hênh như buổi đêm. Hằng mang vào thêm ít đồ đựng trong cái túi giấy, chắc là đồ ăn và áo quần. Do được tiêu chuẩn cán bộ cao cấp, nên phòng bệnh có nhà tắm riêng khá rộng và sạch sẽ. Việc ăn ở sinh hoạt nơi đây, càng về lâu, nó như căn nhà nhỏ của gia đình hàng vậy mọi thứ trở nên thân quen và gần gũi, tiện dụng như ở nhà tuy nhỏ hẹp. Trường nhìn chị Hằng, xếp đồ vào ngăn tủ. Thấy chị xấu lắm hay sao mà nhìn người ta giữ vậy hạt Trường? Đâu có, em có nhìn chị đâu. Trường nói tránh giọng lúng túng. Lát về mà tha hồ nhé. Hằng vừa nói vừa trêu Trường. Chị nói qua, vợ chồng em có gì đâu. Chị nói em đó, đừng ham hố quá rồi mệt ngủ quên hết trăm ông cho chị đấy nhé em hiểu mà chị cứ yên tâm đi hằng đứng lên lấy trong túi quần hai triệu ứng thêm lương cho trường tháng này này chị gửi thêm em ít tiền tháng này em về cho vợ vui nhé ôi em cảm ơn chị để cuối tháng cũng được chị ạ à. thôi trường cứ cầm lấy đi cho chị vui nhưng nhớ đưa cho vợ đấy nhé chớ có mở rượu chè na có thời gian đâu mà rượu hả chị sáng mai em phải vào trông ông sớm rồi mà ai biết mấy anh thì chị chỉ nhắc vậy thôi à mà còn phải trả bài cho vợ nữa đấy đúng không em hằng nói toạc móng heo chẳng chút ngại ngùng làm trường đỏ cả mặt hằng nhìn thấy mặt trường đỏ mà lòng cũng dạo rực không kém chị đang nghĩ lát nữa về chắc là cảnh hai vợ chồng quằn quại sướng lắm đây nghĩ đến đây bỗng hằng thấy hứng tận nàng muốn gần đàn ông ngay nàng thèm một vòng tay ấm áp của đàn ông bên mình bỗng hằng khẽ lên tiếng à trường này chị hỏi em có biết món xoa bóp bấm huyệt hay không có chị trước đây em có học lỏm được của đứa bạn đi đấm bóp dạo ấy mà thế chị hỏi vậy có gì không ạ à? ai à, sao mấy hôm nay ngồi làm việc mà chị thấy à mỏi cổ và đau vai gáy quá thế em biết thì giúp chị chút thử xem có khá hơn không nhé. già dạ, việc gì chứ chuyện đó, em giúp chị được ngay mà. Chị ngồi xuống ghế đây để em làm cho. Hằng lấy chiếc ghế nhựa con, đem lại giữa phòng. Chị vén mái tóc ngắn lên, lấy dây cột tóc buộc lại, ngay ngắn, chờ đợi trường vào phòng tắm rửa tay. Chị ngồi hồi hộp chờ đợi. Bởi việc này, chị chỉ thường nhờ mấy em nhân viên nữ ở cơ quan giúp mở thôi. Ngay cả chồng chị cũng không biết đến chồng chị cũng chả biết cách massage này cả Trường trở ra mặt hớn hở Ừ, chị ngồi như thế này được đấy Chị thả lỏng người Để em làm cho chị Mà chỉ xong một lần này Là chị sẽ nhờ em suốt cho mở xem đấy nhé Ôi tinh tướng thế Chưa làm mà đã vậy rồi à Ừ, chị chờ đây Trường bước ra đằng sau Chị hàng đầy đặn Thoảng mùi nước hoa đắt tiền quyến rũ Trường thấy người chị như nổi da gà nghe chị thở nặng thỉnh thoảng tiếng suýt sao khe khẽ chắc có lẽ chị hằng đang phê rồi đây thấy chị yên lặng trường thi thoảng lại dịch dịch xuống bên dưới một chút chị hằng cảm thấy thích vì trước đến giờ cái cảm giác này chị chưa bao giờ cảm nhận được có lẽ lần đầu tiên chị được người đàn ông lạ làm chuyện này nên có cảm giác phê dễ chịu thoải mái đến như vậy hèn gì mà mấy đám đàn ông sao không mê đi massage mới lạ Chị cười thầm nghĩ như vậy. Vào đây chắc là được các em trẻ tha hồ chăm sóc đặc biệt các kiểu thoải mái. Chính cái nơi ấy làm ta nát cửa nhà mấy ông mê gái trẻ là như vậy. Sao chị thấy em làm có được không nào? Trường lên tiếng khi thấy không gian điên lặng quá trong phòng. Ừ, đúng. Em làm chị thích thật đó. Thấy đã đỡ mỏi rồi đấy. Nữa không chị? Chắc điều này chị sẽ còn nhờ em nhiều lần nữa đây. Hằng tủm tỉm cười vì sướng. Nàng cảm thấy bên dưới mình ươn ướt rồi. Hằng cảm thấy xấu hổ vì đã như có lỗi với chồng khi ngầm thỏa mãn với người khác dẫu chỉ mới này thôi. Tâm trạng nàng đang chơi với chơi với thì chợt chị thấy có cái gì đó ấm ấm nong nóng. Đàn bà từng trải, Hằng biết trường giờ cũng đang thích mình nên mới biểu hiện như vậy. Chỉ nghĩ đến cái kia mà được ăn thử thì sẽ chừng nào nhỉ? hằng thấy nào nào. Nàng đang mải lâng lưng trôi theo cái cảm giác tê dần tê dần. Nàng muốn quay lại, mà đớp một phát, nhưng lại ngại trường, đánh giá khinh rẻ mình. Dẫu sao cũng giữ thể diện, và hàng dáng kìm nén cơn mê loạn trong lòng lúc này. Chị thấy được chưa nào? Trường hỏi, nhưng thừa sức hiểu là chị Hằng đang rất là thích là đằng khác. Hừ chị đã thấy đỡ lắm rồi em ạ. À. Em làm chị thích quá đi mất đó. Hằng quay mặt lại nhìn trường, mặt ửng hồng, chắc vì hứng quá. Nãy giờ thì Hằng quay lại, nói thì chỉ chỉ. Cái này của em hư lắm đó, lần sau không được như vậy đâu nhé. Trường bối rối nhìn chị. Hồi em xin lỗi chị, vì chị đẹp quá nên em không kìm được. Chị bỏ qua cho em nhé chị. Ừ, chị bỏ qua rồi đó, nhưng phải trông nom cho bố chị tốt rồi chị sẽ hằng lỡ lời định nói tiếp cái chuyện kia nhưng nàng kịp dừng lại nói tránh qua chuyện khác ngay ừ em lo thu xếp nhanh về với vợ khéo vợ nói trông lắm đấy hằng cười lúng liếng đưa tỉnh ánh mắt thật là ướt át long lanh trường nhìn hằng đắm đuối như chưa muốn về hằng vẫn ngồi cảm thấy khó chịu lắm rồi bằng chứng là tấm ga giường ông cụ chỗ hằng ngồi lên đã ướt một mảng rồi nhưng hằng phải tự kìm lại và vào phòng tắm để tắm mong hạ hỏa, xua đuổi cái đòi hỏi quái lạ kia. Ừ thôi em về đi nhé, mai em vào sớm thay chị nhé. Chị đi tắm đây, đi cả ngày mồ hôi mồ kê ướt quá. Vâng em sẽ vào sớm để chị về. Trường chào hàng vội vã đi ra để tránh cái nhìn đắm đuối của chị. Cậu đi nhanh xuống thang máy, bắt xe ôm trước cổng bệnh viện để về nhà trọ. Bên trong nhà tắm, Hằng đang tắm cho hạ hỏa cái cơn hứng vừa thoáng qua khi nói chuyện với trường ôi cái người đàn bà đang hừng hực xuân tình này lại phải nín nhịn biết đến bao giờ đây khi gần một năm nay chồng hằng chẳng thèm ngó ngàng tới lúc nào cũng chẳng giúp nàng thỏa mãn được chút nào công việc và những buổi trầu nhậu đã lấy đi hết sức sống của ông khoái chồng nàng dạo gần đây hằng cũng có gạ chồng mấy lần nhưng ông khoái bảo bận rồi mệt khất lần khất lượt mãi hằng thèm được một vòng tay lực lưỡng của chồng thời còn trai trẻ vợ chồng làm chuyện ấy không biết mệt và chán giờ chỉ còn là ký ức mà thôi rồi hằng tưởng tượng ra cái cảnh cùng chàng trai lạ kia làm chuyện vợ chồng trong vô thức hằng đang tự giải quyết nhu cầu xong xuôi công việc hằng lau khô người rồi lấy chiếc váy ngủ ra mặt như ở nhà vậy thói quen đi ngủ Hằng không bao giờ mặc quần lót Nên ở bệnh viện này Đã lâu rồi Hằng vẫn thích thoải mái như thế Nàng bước ra khỏi phòng tắm Bật tivi xem Vừa lau khô mái tóc ướt Hằng lại đến bên giường bố nằm bất động Mắt lờ đờ của người bệnh Mọi suy nghĩ bậy bạ Cách đây ít phút Giờ như bị biến mất Hằng biết bố mình cũng khó qua khỏi Vì chứng bệnh này Nhưng phận làm con Chị phải chăm sóc hết lòng Do nhà có điều kiện nên hằng cũng không ngại chi phí để mong sao cho bố khỏe lại dẫu rất là mong manh rồi hằng cũng đi nằm ngủ với cái giường xếp quen thuộc giấc ngủ đến với chị cũng khó khi vừa nằm xuống là chị lại nghĩ đến vợ chồng trường lúc này đang làm cái gì có như mình tưởng tượng hay không nàng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay tại phòng trọ thuê của vợ chồng trường thu lúc này cậu cũng vừa về đến nhà vừa bước vào nhà trường đã nghe mùi thức ăn thơm lừng xông lên từ gian bếp nhỏ thu ơi chồng về rồi đây nè trường gọi tên vợ thật chiều mến lúc này thì thu đang tắm trong phòng tắm kế gian bếp nghe chồng gọi nàng vội khép sơ cánh cửa phòng tắm lại nhưng chưa kịp kín thì trường đã bước vào và ôm chầm lấy vợ thì dãy nảy người lên ơ ờ, cái chồng này vô duyên chưa nào để vợ tắm xong cái đã thôi đủ rồi đủ rồi để nhớ vợ éo chịu nổi rồi Thu thì thầm Ôi em sắp xong rồi Anh ra đi để em lau khô người cái đã nào Làm gì mà như hổ đói vậy hả Thì đang đói lắm đây nè Thế bộ thèm lắm hả Lá tha hồ mà mần vợ nhé Mần ngay bây giờ luôn Thôi nỡ mà Được mấy cái nào Vợ yêu yên tâm Ba phát liên tiếp nà Chồng lại điêu rồi Khéo phát dưới hì hì Vừa nói hai vợ chồng trường thu rất díu nhau vào buồng khu nhà trọ này giờ này mọi người đã đi làm về nói cười huyên thuyên trường đã bật tivi đủ lớn hơn bình thường để mọi người khỏi nghe tiếng vợ chồng làm với nhau dưới ánh đèn chiếu xuống cái đệm hoa thu trông thật là tròn trịa căng đầy ừ cũng phải thôi gái xa chồng mà độ tuổi này sung man nhất nên rất nhanh lên sau khi đã no sôi chán trẻ thu hồn siêu phách lạc phải công nhận mặc dù trước khi lấy trường thì mối tình đầu thu đã biết cái đàn ông rồi nhưng khi ấy nàng không cảm nhận được bao nhiêu chia tay buồn bã anh ta đi xuất khẩu lao động bên đài thu mải mê với công việc cho vơi đi nỗi buồn một lần đi làm về quê trường nhờ người giới thiệu đã tán nàng là con gái ông vách ở đầu làng hạ lúc đầu thu cũng không đồng ý một phần vì buồn cho mối tình đầu một phần vì cảm thấy trường to cao thật Nhưng mà đen chùi chuỗi lại quê quá Ăn nói thì rụt rè Thời gian dông bà già tác động thành ra cũng xuôi Mãi đến đêm tân hôn Thu mới thấy thực sự Mình đã lấy được người chồng như ý Đêm ấy Thu đã khóc thét lên Vì anh chồng to cao đen hôi này Từ ấy nàng rất yêu đời Và yêu gia đình nhỏ của mình hơn Vợ ơi nhớ vợ thật đấy Thật không đấy hay lại có con nào rồi chỉ vợ thôi mà thôi nằm mãi đau hết cả người rồi nè xuống rồi vợ chuẩn bị cho chồng ăn nhé trường nằm lăn ra giường nhìn vợ loay hoay mặc đồ để lo bữa ăn tối nãy giờ người trường cũng thấy đói lắm rồi vợ đãi chồng món gì đây lòng heo được không nào ôi món này chồng thích nhất biết ngay mà làm tí rượu đi chứ còn chần chờ gì nữa trường cũng ngồi dậy mặc đồ ra đầu đường mua hai chai rượu đế về để chén cùng vợ. Vợ mới làm nháy xong, nên trường cảm thấy uể oải, đi chẳng muốn nổi nữa. Nhưng nghĩ đến món lòng heo kia, cậu cũng vội vàng giảm bước cho kịp về nhà với vợ. Vừa đi, trường vừa nghĩ đến chị Hằng, giờ đang làm gì? Chắc chị giờ đã ngủ rồi. Ôi bao ngày bức bí, được giải tỏa, thật là sảng khoái. Trường vừa đi vừa huyết sáo. Buổi ăn tối cùng vợ, sau mấy tuần xa nhau, thật hạnh phúc. Hai vợ chồng bên nhau, cùng ăn tối, nói chuyện thỏa thích. Rồi cả hai vợ chồng cũng ngà ngà say. Cơn buồn ngủ ập đến, nhưng Trường cũng dáng bảo vợ. Vợ chồng mình làm cái nữa nhé. Có mà được nữa không đấy mà làm. Nhìn mặt chồng say rồi chắc gì làm được nữa. Được mà vợ, chồng đang nhớ đây. Này làm nhanh, rồi còn đi ngủ. Mai mà dậy sớm đấy nhé. Nói rồi, Thu vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ, quay ra nàng lên giường nằm nghiêng, giáo nước chờ chồng. Xong việc thì hai vợ chồng thiếp đi. Nàng cảm thấy rất thỏa mãn vì được chồng chiều. Bởi cũng khá lâu rồi Thu mới được như thế này. Vì tối ngày cứ vào xưởng may cặm cụi làm để kiếm chút tiền lo cho con mà Thu quên mất đi đòi hỏi của bản thân mình. Hôm qua được tin chồng sắp về thăm, nàng cũng nao nao mong đến giây phút này. Giờ thì nàng đã tọa nguyện, bởi chồng vẫn còn ham muốn mình đến thế cơ mà. Nghĩ đến vậy, Thu mỉm cười. Ước gì làm cái nữa nhỉ? Nàng biết mình còn đòi hỏi hơn chồng về khoản này. Nhưng biết công việc của chồng mai phải đi sớm, nên Thu đành chịu. Sáng sớm hôm sau, như đã sắp xếp với chị Hằng, nên trường phải vào sớm để chị có việc phải về với gia đình. Chưa đầy 5 giờ sáng, cậu đã có mặt ở bệnh viện. Buổi sáng còn đầy sương đêm, trời xe lạnh, nhưng lối vào bệnh viện đã xuân sao người ra vào. Trường khẽ mở cửa, nhẹ nhàng bước vào phòng, vì vẫn ngại làm chị Hằng thức giấc. Trường vẫn nghĩ giờ này, chắc chị Hằng hãy còn say ngủ. Qua ánh điện đầu giường bệnh ông cụ, trường lọ mọ như kẻ trộm dò la thật khẽ để nhìn kẻo đụng vật dụng trong phòng. Kìa đây rồi, Chị Hằng hay còn ngủ say lắm. Chị nằm ở trên chiếc ghế tựa phía cuối giường bệnh. Chắc là để đỡ trói mắt dễ ngủ. Trường định thần một lát rồi mới dám bước đi trong phòng để cất cái ba lô của mình dưới góc tủ. Giờ thì Trường đã nhìn thấy khá rõ hơn chị Hằng đang ngủ. Chị nằm quay ngang người nhìn vào trong. Chị đắp trên người cái chân quen thuộc của chị để lại cho Trường dùng. Phía dưới của Trường hơi ngạc nhiên ô hai bà này lại mặc váy ngủ như ở nhà sao trường tự hỏi rồi đi gần lại xem rõ hơn thì quả thật là cái váy ngủ màu sậm mỏng tanh trường bắt đầu thấy hồi hộp khó chịu dẫu đêm qua đã cùng vợ làm được hai nháy do được ngủ ngon sau phát cuối cùng với vợ nên lúc thức giấc để sửa soạn vào bệnh viện trường hãy còn thèm ngủ nhưng giờ đây chỉ mới thoáng nhìn hàng là trường đã thấy xốn sang trong người người như tỉnh hẳn ra. Chợt cậu thấy chị Hằng xoay người lại tìm chiếc quạt làm váy bay lên. Ôi tà tà ơi, một màu đen đen. Trường mới giật mình, thở mạnh, càng lúc càng thôi thúc nhìn kỹ hơn. Cậu đến sát bên nhìn kỹ khuôn mặt chị Hằng đang say ngủ. Hai mắt thì nhắm nghiền, nhưng mồm thì há ra, trông thật là lộ liễu làm sao. Chắc là đêm qua, cụ ông hành chị đi đái đi ở nhiều hay sao? nên chị ngủ say đến như vậy chăng? Trường mới gión rén ngồi xuống sát bên ghế chị nằm. Nghe tiếng chị ngáy nhỏ khá đều. Trường nhẹ nhàng vén cái chăn đắp sơ lên cho chị. Tránh đi cái nơi ứ ử kia. Chị Hằng vẫn không hay biết gì. Trường làm liều mới hôn chị một cái thật nhẹ. Ôi sao mà chị thơm thế nhỉ? Người có điều kiện có khác. Trả bù cho vợ mình tí nào. Chị Hằng trả lẽ không mặc quần lót ngủ sao. Chắc tại mình về quê Nên chị một mình Cứ để thế cho thoải mái Trường nghĩ vậy Thu vợ trường Do là con nhà nông Nên dẫu trẻ hơn chị Hằng Nhưng không trắng mịn mỡ màng như chị Hằng được Hằng nghĩ mình Đang nằm mơ Gặp được trường Và đang được trường Nên thi thoảng tủm tỉm cười Những lúc trống vắng thế này Hằng thường đi tắm để hạ hòa Trong lúc tắm Chị cố quên cái hành động lộ liễu của mình đối với trường chắc cậu ấy sẽ xem mình tầm thường và không chừng thị trường đọc được ý nghĩ xấu của mình rồi đây nữa thế nên hằng mới quyết định mà cái váy này với không quần lót cho thoải mái biết đâu sáng mai trường đến thấy cậu ấy thích thì sao hằng thầm cười nhìn vào gương vừa thay đồ gần một năm nay ông khoái nhà chị chả thèm ngó ngàng tới mình tuyệt vời thế này mà bỏ phí quá chăng hằng lại có cảm giác muốn được gần gũi đàn ông hơn bao giờ hết và trường sẽ là người có đủ cơ hội để hằng thực hiện điều này lúc này đây hằng biết trường cũng rất muốn thấy chị như này khi ngủ hằng vẫn giả vờ ngủ và để trường thoải mái ngắm nhìn tiến xa hơn thì càng tốt à ôi sao em lại làm hại chị thế này hả trường chị có cho phép em chưa em xin lỗi chị vì thấy chị nằm đẹp quá nên em không kìm được chị ạ à. Em chỉ hôn, hôn chị một cái thôi. Một cái là thế nào? Người ta bắt đền đấy. Trường ơi! Rồi như có quả hiệu lệnh. Tất cả sông lên. Trường cũng chẳng còn biết mình đang sai hay đúng nữa. Thôi cứ thuận theo nước mà đẩy thuyền thôi. Đến đâu thì đến. Trước khi cưới vợ, trường cũng đã qua ít nhất biết hơn một cái lờ ở quê rồi. Trong đó, có bà chị Đào cạnh nhà. Có chồng đi xuất khẩu lao động. Giờ đây, Hằng biết mình đã ít nhất là sướng hai lần rồi. Ôi chưa bao giờ, chị được hạnh phúc như thế này. Nàng nghĩ thầm, dùng miệng, còn thích hơn là bằng cái kia thật. Những chuyện mà ở cơ quan chị, mấy chị em tuổi như chị hay xì xào bàn tán. Vì làm sếp nên Hằng khá kín đáo, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Nhưng giờ thì thật là quả đúng. Ông khoái chồng nàng cũng có dùng miệng nhưng chỉ qua loa lấy lệ thôi chứ không như thằng trường nó đang làm cho chị sung sướng nãy giờ ôi thằng trường sao nó lại khéo đến thế cơ chứ hằng mỉm cười và nghĩ thầm chờ đợi trường thì vẫn miệt mài miệt mài chăm sóc chị được một lát thì hằng thì thầm thôi chị chết mất thôi ối giời em ơi trong phòng kín bên trên là hằng vẫn còn cái áo ngủ còn bên dưới nàng thì cái váy đã không cánh mở bay Nàng cố tình không mặc quần lót nên trường mấy kèn sáo tù và dễ dàng hơn. Xong màn chào hỏi thì Hằng thì thầm. Trường có khinh chị không? Chị xấu quá phải không em? Ai lại dễ dãi với em thế cơ chứ? Không có gì đâu chị. Em chỉ làm giúp chị thôi à. Em đâu dám hại chị đâu. Chị yên tâm đi. Em đừng làm gì xấu chị nữa nhé. Như này là chị thích lắm rồi. Trường hiểu ý chị Hằng là chị muốn dừng lại thôi. Chị cảm ơn em nhé, đáng yêu quá. Giờ đến lượt chị chăm sóc cho em nào? Dạ vâng chị. Giờ đây đến phiên trường muốn được chị hằng kèn sáo cho mình. Đúng là người đàn bà thiếu thốn trong cơn đê mê sung sướng thì không còn gì để nói nữa. Dẫu miệng vẫn nói câu có lôi với chồng nhưng mà lờ thì vẫn muốn nữa đi em ơi. Ôi đúng là của lạ có khác trường thầm nghĩ thiên hạ nói chả sai tí nào khi đàn bà hồi xuân thì chẳng có gì cả nổi họ họ làm theo đúng bản năng của con cái đến mùa tìm bạn tình chả thua kém gì cả hằng bắt đầu bớt ngại ngùng hơn ôi em xấu hổ với chị quá đúng không có gì đâu em chị em mình chỉ giúp nhau lúc này thôi chứ dễ gì có dịp khác để mà giúp nữa phải không em hằng lật bài ngửa với trường luôn cậu ậm ừ không trả lời nhưng hằng thừa biết cậu ấy còn muốn tiếp tục gian díu bên mình sau này sau em nhiều thế Bạn hết chị rồi nè bát đèn đấy già dạ, em xin lỗi ạ à? em không kìm được ạ à? ừ thôi thế này thôi nhé bữa khác chị cho hằng vội vã chạy té vào nhà tắm vệ sinh và trường cũng nhanh chỉnh tề vì cũng sắp đến giờ y tá vào làm thuốc cho ông cụ. Lúc hằng từ nhà tắm đi ra thì đã thấy cô y tá quen thuộc đang làm thuốc và thay băng cho ông. Hằng lại dặn dò cô y tá và dúi vào túi áo choàng cô ít tiền bồi dưỡng đã thành thói quen. Rồi bảo trường chị về. Hằng vội vã bước ra khỏi phòng để trường ở lại trong tâm trạng nửa vời, thật vừa khó xử lại vừa luyến tiếc. Trường bắt đầu hơi lo cho những ngày kế tiếp. Liệu chị Hằng có còn giận và có còn để mình được tiếp tục chăm sóc cho ông cụ nữa hay không đây? Đã gần hết 4 ngày rồi mà trường cũng không thấy chị gọi điện hoặc vào thăm ông nữa. Lúc này trường bắt đầu đâm lo thật. Cậu định gọi cho chị tâm sự và xin lỗi về chuyện đã xảy ra. Nhưng rồi trường lại ngại. Thôi thì dáng chờ thử xem. Phần Hằng ngay sau khi rời bệnh viện về, suốt trên đường người hàng như vật vờ, hoang mang, cảm giác vụng trộm, bất ngờ, vừa qua đúng ý chỉ, hóa ra trường lại thích mình. Hằng cũng nghĩ rồi chuyện cũng sẽ đến, nhưng rồi từ từ, chứ không ngờ như dạng sáng nay. Nhưng mở trường đã làm Hằng sướng ngất như chưa bao giờ Hằng có được từ ngày có chồng đến giờ. Nhớ mãi cái cảm giác tê tê buồn buồn, cái khoản kèn sáo của trường thì thôi rồi. Hằng thầm cảm ơn trường đã vô tình giúp chị biết đến đâu là mùi vị cuộc đời. Cái kiểu vụng trộm, đâm hồi hộp mà thích thú đến bất ngờ như người ta vẫn thường nói. Một của lạ bằng tạ cái quen, thật không sai chút nào. Cũng chả trách gì ông khoái của chị, giờ đã năm mươi mấy rồi, còn trường chỉ mấy tròn ba mươi. Cái khó của chị Hằng lúc này là không được dễ dãi để trường xem thường mình được. Dẫu biết rằng trước sau gì Hằng cũng cho phải làm cho trường sợ và mến mình nữa mới hay. Không khéo mang tiếng thả dê với trai, lộ liễu quá. Suy nghĩ mãi, Hằng cũng về đến nhà. Nhà thì vắng vẻ, vì ông khoái sáng chủ nhật là cà phê cà pháo với đám bạn. Còn con gái duy nhất của Hằng là cái mi đã đi chơi với lũ bạn của nó rồi. Hằng dắt xe vào nhà, nằm xuống ghế sofa phòng khách, bật máy lạnh. duỗi chân bải hoải dã rời, vì sáng nay trường làm chị ướt khá nhiều nghĩ đến đây hằng cảm thấy xấu hổ mặt như nóng bừng bừng lên nhớ lại cái cảm giác đạt đỉnh của mình khi nãy may mà hằng vẫn làm chủ được không đi quá giới hạn chắc cũng sẽ sướng làm đây nhưng lại có lỗi với ông khoái quá hằng cảm thấy chút ăn năn nàng miên man và thiếp đi lúc nào không hay cái cớ của chị đã bắt đầu thành công rồi nhưng hằng chưa vội gì mà lao theo cả để thử trường thế nào. mãi đến chiều thứ năm trường mới nhận được điện thoại của hằng. Này trường, ông có gì không? Dạ bình thường chị ạ. À. à vậy tốt rồi. Mà tối nay chị vào thăm ông. Em có cần nhờ chị mua thêm gì không nào? Trường thật vui vì thấy giọng chị hằng bỗng trở nên bình thường, gần gũi trở lại như trước đây, vẫn chưa xảy ra chuyện kia. Dạ cảm ơn chị. Khỏi mua gì cho em. Đồ chị mang vào. Hãy còn trong tủ lạnh chị ạ à. Thôi để chị mua cho em ít trứng gà Để Trường nhâm nhi chút bia nhé Chắc lâu ngày Thèm cái gì cay cay đúng không Trường không ngờ chị Hằng Lại tốt với mình như thế Dạ em cảm ơn chị Em có dám uống đâu ạ à? Để mà trông ông chứ Thế thì tốt Nhưng nay chị bồi dưỡng cho em đó Chị cho phép em uống chút cho đỡ thèm Ôi thế thì tốt quá Cảm ơn chị trường mừng dân cả người mọi suy nghĩ lo lắng tan biến hết và mong sớm lại gặp chị đêm nay khoảng 7 giờ chị hằng vào bệnh viện thăm bố do trời tối nên chị ăn mặc khá đơn giản và chắc hàng họ thả ra như ở nhà cho tiện và thoải mái và lại hằng cũng muốn cho trường thưởng thức mà đúng như hằng nói chị mang vào ít trứng gà luộc sẵn rồi bảo trường đem xuống căng tin mà uống bia đi để chị ở đây nói chuyện với bác sĩ và y tá trực chút. Trường nhanh nhỏ, chào chị, rồi xuống căng tin kêu bia uống. Ngồi nhâm nhi suy nghĩ, đã hết chai bia Hà Nội. Trường nhìn đồng hồ cũng gần hơn nửa tiếng rồi. Trở lại phòng để chị Hằng còn về nữa. Lâu quá mới được uống bia. Người trường cũng mau ngây ngây, mặt hơi bừng đỏ. Cái cảm giác thèm thèm đàn bà lại tới. Trường trả tiền rồi lên phòng bệnh. Vừa bước vào, cậu thấy phòng vắng tanh chẳng còn ai cả. Chợt trường nghe tiếng xối nước từ phòng tắm vọng ra. Cậu rón rén đi lại gần cửa phòng tắm, vẫn còn khép hờ Trường liếc vào trong, thì thấy chị Hằng đang ngồi xổm Chị đang mải mê tắm. Hằng vẫn quen thích sự sạch sẽ, nên Hằng thường tắm ở bệnh viện như ở nhà vậy. Lần này, chị hơi hơi vô tình quên khép cửa. Trường như nổ con mắt, trước vẻ đẹp không tì vết của chị Hằng. Ôi chị đẹp quá, trắng nõn da, trường gọi nhỏ chị đang tắm hả chị hằng ơi ừ chị đang tắm em vừa về đó hả hằng bối rối trả lời vừa khép kín cửa phòng tắm lại em về nãy rồi thế em ở đâu mà không lên tiếng cho chị hay em ngồi ngoài này chờ chị tắm xong em mới hỏi đó chết rồi thế chị quên khép cửa phòng tắm nãy giờ chắc là em là em chị bảo là em nhìn trộm chị tắm chứ gì ừ chị sơ ý quá mà có nhìn trộm chị tắm không đó giọng hằng từ phòng tắm vọng ra lanh lảnh em xin lỗi chị vì em chỉ vô tình tìm chị thôi không ngờ chị lại ở trong đấy đang tắm thế đã nhìn thấy chị hết rồi chứ gì ôi chị xấu hổ quá thôi là để em nhìn thấy rồi em chỉ thoáng thấy phía sau thôi à không có gì đâu chị hằng mỉm cười nhìn vào trong gương xoay mặt trong phòng tắm vừa lau khô người hằng nghĩ thằng trường này đã nhìn thấy hết mình từ cái đêm đó rồi còn gì nữa hỏi cho vui thôi hàng thoáng có suy nghĩ bậy bạ nàng bước ra khỏi phòng tắm quần áo chỉnh tề duy trì còn tóc hơi ướt thôi chị có thói quen hay vào đây thăm ông mà cảm thấy nóng hay bẩn chút là cứ tắm thoải mái như ở nhà vậy đó trường mà hôm trước trường cũng đã nhìn thấy hết của chị rồi còn gì Hằng bỗng tự nhiên nhắc lại Cái chuyện đêm trước Dẫu hai người chỉ mới bên ngoài thôi Nhưng giữa hai người khác phái Như thế là đã quá lắm rồi Hằng vừa lau tóc cho khô Vừa ngồi xuống chiếc ghế Con giữa phòng rồi lên tiếng Này trường Chuyện hôm nọ em đừng nhắc nữa nhé Chị muốn quên đi rồi Chị thấy anh này quá Trường bối rối Lẽ ra mình mới là người Phải lên tiếng xin lỗi chị trước Nào ngờ lại là chị lên tiếng giúp mình. Em cảm ơn chị. Mấy hôm nay không thấy chị gọi nên em rất lo về chuyện đó. Mọi chuyện lỗi tại em hết, chị bỏ qua cho em nhé. Thì lỗi tại chị hớ hình quá mà nên em mới như vậy thôi. Thôi bây giờ chị thấy mỏi lại hai vai quá rồi. Em giúp an nắn chị cho đỡ chút đi nhé. Trường lại càng ngạc nhiên với lối gọi mở táo bạo của chị Hằng nên không từ bỏ cơ hội gần gũi chị. Vì men bia giờ cũng kích thích trường bạo dạn hơn. Chuyện gì chứ? Chuyện massage là em đã nói chị rồi mà. Chị sẽ bị nghiện vì em làm đó thấy chưa? Hằng vẫn yên lặng, tận hưởng hơi chai và cách massage thú vị này. Chị suy nghĩ làn man về cái sướng đang dần đến khi chị biết nơi ấy của mình đang ươn ướt rồi nè. Là thằng đàn ông, trong hoàn cảnh này, 10 thằng thì chín thẳng lên. Thằng còn lại chắc chắn là ái nam ái nữ mới không. Ôi lại, cái kia lại hư nữa rồi. Không được đâu trưởng ơi. Chị không muốn lại xảy ra lần nữa đâu nhé. Ô chị, em chỉ vô tình thôi mà. Tại của em, nó nhớ quá. Em xin lỗi chị nhé. Chị chỉ sợ mình không kìm được rồi lại đi quá giới hạn như hôm nọ thì còn mặt mũi nào với chồng chị em hiểu không hằng nói miễn cưỡng như thật thấy chị thổ lộ như thế trường bèn nói ngay thế chị cũng thích em lần trước chứ ơ ừ, hay em làm cho chị đến như thế vậy làm sao mà người ta không thích được chị là đàn bà chứ là gỗ đá đâu em rồi bất ngờ hằng quay lại ôm chầm lấy trường trường giật cả mình nhưng không kịp phản ứng gì cả bởi cậu cũng đang thích bỏ mẹ rồi. Hằng tự động đặt lên môi trường một nụ hôn nồng nàn. Như thể người vợ xa chồng lâu lắm mới gặp lại. Vì đang giờ hành chính, y tá có thể tới bất cứ khi nào, không thể đi quá được. Hằng miên man với cảm giác lạ, nơi đó đã ướt đẫm rồi, tí về phải thay quần thôi. Em à, chị hư lắm phải không? Em đừng ghét chị nhé, như thế này đủ rồi, chị về đây. Trường vẫn ngây người ra. Thế, thế chị không tiếp tục nữa à? Thôi nhà chị còn có việc. Có gì, chị nhắn cho biết nha. Chị là chị nghiện em rồi đó. Ôi đàn bà thật là khó hiểu. Trường lâng lâng. Thật không chị, em thích quá đi mất thôi. Cảm ơn chị nhé. Em mong chị, nhớ chị suốt ngày rồi đấy chị ạ. À. Thôi đừng có sĩ mồm. Còn con vợ trẻ kia, Bỏ cho ai mà lại đu theo bà già xấu xí này hả? Ôi vợ khác, chị khác chị à. Giọng trường bỗng từ tốn, nhìn chị như chưa vội về, trường lên tiếng. Hay là như đêm hôm trước, đi chị nhé. Hằng trầm ngâm suy nghĩ, rồi khẽ nói. Ừ, nhưng em phải giữ kín mồm cho chị đấy nhé. Vâng, em hứa với chị, sẽ kín chị em mình thôi à. Ừ, ngoan chị thương, lần đầu chị nhìn em, là đã có cảm tình với em rồi đó hì hì trường chợt nhớ lại ánh mắt chị hằng lần đầu gặp ở căng tin với anh khỏe giao việc khi thấy hằng thỉnh thoảng nhìn tủm tỉm cười hôm nào thấy tiện chị sẽ vào với em có gì chị nhắn lo mà trông ông cho chị giỏi rồi chị thưởng cho em yên tâm đi chị cũng thật muốn có em để tâm sự như thế này trường nghe chị nói thưởng bỗng thấy sướng rơn cả người thửa lúc không thấy ai qua lại trước cửa trường thật nhanh đặt lên chị hằng một nụ hôn thôi mà đừng mà em để lúc khác đi chị chiều em ra nào để người ta về nào hằng sửa lại quần áo chỉnh chu rồi lại phía ngăn tủ sát giường bệnh nơi ông cụ đang lờ mờ mở mắt hằng nhìn bố cảm thấy chút ăn năn vì mình vừa làm chuyện ấy ở đây trước mặt bố hằng lại cạnh giường khẽ lấy chân đắp cho bố để cố quên đi cái dạo rực vừa thoáng qua. Thôi chị về trường nhé. Nói rồi, Hằng đánh mắt đưa tình với trường một cái. Nàng loay hoay cất đồ vào giỏ, vội vã đi ra cửa. Trường tiến chị ra cổng. Trên đường về, Hằng suy nghĩ mãi về chuyện đã đồng ý cho trường làm chuyện ấy với mình. Nhưng thời gian, địa điểm ở đâu, thì chị cảm thấy áy náy bất an. Dẫu sao, Hằng cũng đang có một gia đình khá danh giá và nghiêm túc. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì tuổi này biết đâu mà nói với gia đình, nhân viên và bạn bè đây. Nàng càng lo ngại, càng hồi hộp, vui sướng khi nghĩ đến cái ngày ấy sắp đến với mình sẽ là như thế nào với trường. Nàng nhớ đến lúc với cái người đó mà người cũng mụ đi. Ôi của lạ ngoài chồng, chắc Hằng đã bị nghiện mất rồi. Cái cảm giác vụng trộm lén lút sao mà nó lạ lùng đến thế cơ chứ? vậy hỏi sao mà xã hội giờ thiên hạ xem ngoại tình như một thú vui bình thường, thậm chí các bà các thím trong cơ quan hàng thỉnh thoảng còn đem ra buôn chuyện này chuyện nọ thật là vô tư, khiến đôi lúc hằng cũng tò mò. Bây giờ thì đến lượt nàng cũng sắp bước vào cuộc chơi này rồi mà chả biết nữa. Lý trí cũng mách bảo hằng nhiều lần, nhưng rồi nàng như vật vờ, thèm khát vì thiếu chuyện sinh hoạt với chồng gần một năm nay khi mống khoái được thăng chức mải lo toan với công việc và cũng một phần lại ham vui với đám bạn già trong chỗ làm cái vật vờ càng trở nên lạ lẫm xâm chiếm lòng hằng kể từ khi thuê được trường về trông coi trong cụ để vợ chồng có thời gian nghỉ ngơi chăm sóc cho bản thân gia đình hằng dường như muốn chủ động trong mối quan hệ lén lút này với trường vì không khéo đến tai chồng thì hậu quả sẽ khó lường. Bởi Hằng biết ông Khoái rất hay ghen vu vơ với chị về những chuyện từ thời còn học phổ thông. Lúc đó, Hằng cũng có nhiều mối tình trước khi đến với chồng. Cái thói ghen bóng ghen gió của ông Khoái cũng làm Hằng càng thêm bực mình và muốn tìm cảm giác lạ với ai đó. Do công việc và chức vụ tại cơ quan Hằng không có cơ hội để liều lĩnh làm quen với ai được. Nhiều kẻ độc mồm khiến gia đình hàng tan nát như chơi. Lần này, chính tình cờ tại không gian không ngờ tới tại bệnh viện, Hằng cảm nhận được cơ hội mình có thể buông xuôi bản năng đàn bà cho trường. Người đàn ông xa lạ, nhà quê, chân chất và hiền lành, hy vọng trường sẽ chiều và hiểu ý chị để tránh tai tiếng và ông khoái cũng không bao giờ nghi ngờ được. Hằng nghĩ chỉ có thế thì mới yên tâm đôi chút vì ham muốn trong người ngày càng thôi thúc nàng suy nghĩ dàn vặt đủ điều nhưng cái tính dê của chị giờ đã thắng hằng đi về cũng là lúc mà trường tưởng tượng và mong đợi đến những giây phút thần tiên sắp tới tại chính căn phòng bệnh viện này ngày hôm sau trường mong tin chị nhưng vẫn không hề có tin nhắn gì hết trường thầm nghĩ chắc chị hằng bận việc nhà và cơ quan làm đây rồi trường đi ngủ sớm hơn thường lệ công việc chăm sóc trong cụ cũng khá đơn giản nên trường cũng chu tất gọn gàng sạch sẽ như ý nàng vẫn nằm đắp lên cái chăn còn đượm hơi đàn bà khiến trường cảm thấy hạnh phúc lừng lừng mấy ngày sau trường vẫn không thấy chị hằng gọi vào hỏi thăm ông cụ thế nào khiến cậu hơi đâm lo nên trường làm liều gọi cho hằng dẫu biết hằng không thích trường gọi cho chị ngoài việc khẩn cấp chuyện ông cụ hằng đang làm việc thấy số máy trường gọi Liên giả vờ nghiêm nghị Có việc gì không Ờ dạ có chị Giọng trường ấp úng khiến Hằng tủng tỉm Có gì nói Chị đang nhiều việc Dạ dạ vì em không thấy chị gọi Nên em lo gọi hỏi thăm chị Vậy thôi mà Ôi dào Vậy mà làm chị cứ tưởng Chuyện gì với ông chứ Không ông vẫn bình thường chị ạ à. Thôi chị hiểu ý em rồi Hằng vừa trả lời vừa cười thẹn Khi nào chị vào thăm bố chị vậy ừ để chị xem đã. mà này trường, chị hỏi thật nhé, thế em nhớ chị làm sao? Hằng tủm tỉm cười trong điện thoại. Trường nghe vậy mới bớt lo hơn. vâng mấy hôm nay không thấy chị vào, em cũng thấy lo lo ạ. À? lo gì mà lo? hay lại muốn à, cơm lo bỏ cưới chứ gì? dạ không à, em nhớ chị thôi ạ. À? ôi gớm, chị là bà già thế này mà chú lại còn mê chị thế cơ à? Dạ em. Không có gì chị ạ à. Lúc này Hằng đang một mình làm việc Tại phòng riêng của cơ quan Hằng nghe trong điện thoại Đang tưởng tượng đến buổi hôm lần trước Cảm thấy khoan khoái Bất giác thì Hằng hỏi Chú vừa mới về thăm vợ trẻ Có trả bài đầy đủ không Mà giờ lại còn máu với gái già xe vậy hả em Hằng cười mỉm Và cẩn thận Trông về phía cánh cửa phòng làm việc Sợ có ai đó nghe lén Dạ cũng bình thường thôi chị ờ thì chị sẽ vào nhưng mấy hôm nay công việc nhà bận bịu quá nên chị chưa vào với em được vâng à chị đã hứa là chị làm mà em đừng có gọi nữa vào đây nhé đây chị cũng cũng thế nào chị ờ cũng thấy thích thôi chị không nói nữa để chị làm việc đây khi nào vào chị báo lại sau hằng cười thầm nghĩ mình sao lại đẩy đưa với dai ngọt thế cơ ôi con người mà kệ cứ hưởng đi hằng nhé vì đã thuê được người giúp việc không có cớ gì mà hằng phải vào ở lại bệnh viện trông bố ngoài lý do thỉnh thoảng trong một tháng hằng mới giải quyết cho trường về thăm nhà nên hằng vẫn vào bệnh viện rồi về cơ hội gần gũi khó có được chỉ cần sáo lén lút bên ngoài thôi chứ thực sự chưa có làm ăn gì ban ngày phòng phải không được chốt cửa để y bác sĩ vào thăm bệnh nên càng ít có dịp cho hằng và trường thoải mái gần gũi thân mật được. Cũng phải mấy tuần sau, Hằng đột ngột vào bệnh viện thăm bố, mà lại đi cùng đứa con gái tên Ngọc của chị. Do không được báo trước, nên trường hơi bối rối nhìn hai người. Của chị vào thăm ông sớm thế cơ à? Hằng nhìn đồng hồ, vừa đặt hai cái túi đổ xuống. Đây là Ngọc, con của chị. Trường nhìn đứa con gái chị còn khá e ngại. Đây là chú Trường, người chăm sóc ông ngoại con đấy. Con chào chú đi. Chào chú à chú chào cháu hôm nay chú mới biết cháu trong lúc mà con bé đang mải ở giường trông ông ngoại thì chị nhìn trường nháy mắt rồi lên giọng thật rõ này chú trường chú cầm ít tiền lương tháng này về cho nhà nhé chị biết chú mong về nhà lắm đúng không như hiểu được ý hằng trường liền trả lời vâng em cảm ơn chị chị tốt quá em sửa soạn về ngay đây lúc này trường cũng đưa hai tay lên ra dấu cho chị ngầm hiểu ý là 10 giờ em sẽ quay lại. Con bé Ngọc vẫn mãi bên ông ngoại, chẳng để ý đến chuyện dàn xếp của hai người lớn. Thế lát hai mẹ con ngủ lại đây hả chị? Không đâu, con Ngọc phải về với bố nó. Chứ ở đây mà có chỗ nào nữa đâu mà ngủ. Hằng nhấn mạnh cái chữ ngủ, khiến trường thích thú. Nhìn chị Hằng mắt nháy nháy ra hiệu. Ừ, thôi em xin phép chị, em về đây nhé chú về đây con bé ngọc quay lại nhìn người đàn ông xa lạ quê mùa rồi trả lời cộc lốc ừ trường vừa cầm tiền hằng đưa cho vui vẻ bước ra khỏi phòng nhưng không về nhà như lần trước mà lại xuống đường tìm quán bia ngồi kêu mùa nhậu cho tin nhắn của hằng trường chưa bao giờ thấy bia mồi lại ngon như thế này bởi cũng khá lâu mới được đi ra ngoài uống bia thoải mái như vậy và cũng vì chuyện lát nữa đây khi mà cái ngọc con Hằng về nhà thì trường sẽ vào với chị tha hồ khoảng tầm gần 10 giờ trường nhận được tin nhắn của chị hằng con ngọc về rồi hằng nhắn tin chỉ vậy thôi đủ khiến cho trường vội vã thanh toán tiền để trở vào lại bệnh viện với chị trường đi dọc hành lang bệnh viện gần đến phòng ông cụ nằm vừa đi vừa rón rén nhìn tới nhìn lui như kẻ trộm như đã hiểu ý nhau Trường đến phòng khẽ đẩy cửa bước vào. Hằng đã để cửa không khóa, cho trường mở vào dễ dàng. Cậu bước vào bên trong phòng. Điện hay còn bật sáng choang. Nhưng trường chẳng thấy chị Hằng đâu cả. Ôi quái lạ, cái nhà chị này hẹn mình lên mà lại đi đâu nhỉ? Trường lẩm bẩm tự hỏi, mà lòng thì rộn ràng vì vừa uống mấy chai bia vào hồi nãy. Cái cảm giác lâng lâng, thèm đàn bà sau khi uống bia khiến trường xôn xao lăng xăng tìm chị Hằng. Chả lẽ bà này lại đang tắm hay sao? Mở cửa thì thấy khép kín và không thấy tiếng rội nước. Trường đi lại phía phòng tắm, đẩy cửa vào thì thấy bị khóa trong. À thì ra chị Hằng đang ở trong đó. Trường mừng ra mặt, lên giọng tự tin. Chị trong đó hả? Chị Hằng ơi! Có tiếng vọng ra từ nhà tắm. Chứ còn ai nữa mà hỏi vô duyên thế cơ chứ? Chị đang tắm à? Ừ, mà cũng sắp xong rồi à mà có gì không mà hỏi gấp gáp thế kia vậy hả em trường hơi bị quê khi bị chị hằng hỏi như thế liền tránh né chị ơi thật chị là em mắc đi vệ sinh quá rồi nè mắc tè thì nói mắc tè còn làm bộ nói đi vệ sinh nữa là thế nào chị hằng lại tự nhiên nói vọng ra trong khi đang lau khô người em là chịu hết nổi rồi đấy chị nhé trường cũng lém lỉnh không kém vì biết tổng là chị hằng cũng đang muốn mình và lại thì thêm mấy chai bia nên trường cũng dặn dị hơn uống cho lắm vào dáng chịu nào chị sắp xong rồi ra đây mà ơ chị ơi em buồn quá rồi đừng có mờ làm ồn lên mọi người nghe thấy em ơi dạ vâng chị nghe thế thì trường đi đi lại lại ngoài cửa phòng tắm rồi hằng cũng bước ra trong cái váy ngủ mỏng tanh hai dây màu xanh đen chắc làm bằng van Thấy cả bên trong đầu chị cuốn chiếc khăn tắm trường nhìn hằng như trời trồng phía dưới thì ẩn hiện một màu đen đen chấm thêm hồng hồng cái gì kia bộ chưa thấy sao mà nhìn người ta kỹ vậy em dạ lần đầu em mới thấy rõ chị ôi chị đẹp quá đó lại nịnh chị nữa rồi có đúng không em lẽ em nói thật với chị đó thôi không thèm nghe em nói nữa mà lo vào đi tè rồi nhớ tắm tát kỹ vào đấy nhé hằng nhìn trường lườm vừa cười thật lẳng lơ ơ chị em tắm lúc chiều rồi chị ạ à. có muốn chị chiều không nào thì bảo nào giọng hằng vừa như ra lệnh trường nhìn hằng cười rồi làm theo ý chị vào trong phòng tắm trường vào trong vừa tè vừa tắm vừa thầm nghĩ đúng là chị hằng này quả bậy và thoải mái thật đó trong bề ngoài quý phái đạo mạo như vậy, nào ngờ cũng lẳng lơ đến thế kia chứ. Trường cũng nhanh chóng bước ra, nhìn cậu thì cao to đen hôi chùi chủi, đúng bản chất nông dân luôn, rất là lực lưỡng làm tính. Thấy Hằng đang ngồi lau khô tóc ở ghế giữa phòng, Trường bước lại sát cạnh chị, như đã quen từ bao giờ. "Ơ ờ, hay, mới thế mà đã tướng lên rồi à, sao nhanh thế hả à, em?" Hằng vừa lau tóc, vừa cười nghịch ngợm với Trường. Rồi Hằng chợt nhìn xuống phía dưới giường bố Nàng cảm thấy ai nấy Lẫn chút xấu hổ Ơ ờ, thôi đi trường Chị cảm thấy xấu hổ với bố chị quá à Dạ em hiểu à Trường cũng cảm thấy ai nấy Khi mà con gái Thì làm chuyện đó trước mặt bố đẻ Mặc dù ông cụ thì không biết gì Hằng ngồi xoay người lại Trường cũng xoay theo Hằng thấy của lạ thì thầm Tướng thế này thì ai mà chịu nổi đây hả em? Giọng hằng đò đưa Chị trêu em Em nhớ chị thật mà bỏ ở đây không nhớ à Dạ hì hì Hằng bắt đầu thở nặng Nàng đang thoải mái, thưởng thức Và chuẩn bị lát nữa đây Sẽ dâng yến cho người thanh niên này Không còn vướng bận lan tan gì nữa Nên Hằng chiều theo tiếng gọi của tình yêu Mà bấy lâu nay Nàng cứ mãi kìm nén Hằng thôi lau tóc Để khăn xuống Người thả lỏng cho trường tha hồ mà nguấy cháo lợn. Nàng đang rơi vào trạng thái đê mê. Ôi giờ chị mới thấy rõ cái của em, sao mà nó thích thế, lại dài và to nữa chứ. Thế chứ đêm đó, chị cũng đã biết rồi mà. Thì lúc đó tối quá, và lại thì chị cũng không biết chị như thế nào, chị không còn nhớ nữa. Thế của chồng chị ở nhà thì thế nào? Thôi em đừng nhắc đến chồng chị nữa nhé. Chị là không thích em nhắc chuyện chồng chị lúc này đâu nhé? Vâng em lỡ mồm Em xin lỗi chị ạ à. Nào ngoan nào Để chị kiểm tra nào Ôi tà tà ơi Ngoan Để chị kèn sáo cho nào Được một lát Hằng đứng lên Rồi nép sau cánh cửa vệ sinh Nào Em đã chốt cửa chưa đấy Chị khỏi lo Lúc nãy vào Em đã chốt cửa ngay rồi Lỡ ai vào mà biết thì có chết chị em mình đấy, em biết không? Chị yên tâm, có gì họ cũng gõ cửa, lúc đó em đã vào trốn trong buồng tắm rồi, còn chị cứ lên ghế bố giả bộ ngủ là xong, có sao đâu mà lo hả? À? Vậy mà chị lo đấy em, mình chớ có mà chủ quan, biết là chết đấy. Vâng chị ạ. À. Ơ ờ sao, chị lại tắt đèn đi thế? Tắt đi để con đi ngủ chứ em. Hằng nhìn Trường cười chọc ghẹo và ngã người nằm xuống ghế. "Chị ngủ thật à?" Trường cũng chẳng thua kém chị, trả lời giọng thách thức. Cậu đi lại chỗ ghế bật công tắc điện lên, hàng nhìn Trường trừng mắt. "Sao lại bật lên làm gì hả? Đã bảo tắt đèn đi mà, ghét quá, chị không chịu đâu." "Không chịu là thế nào? Em muốn nhìn thấy chị thêm nữa." "Ôi chị xấu hổ quá đi. Ôi khiếp chết đi được, ghét ghê." "Chị hư quá phải không em?" Dạ không, chị ngoan lắm ạ à. Ừ, cảm ơn em nhé Mình vào việc nào Rồi chuyện gì đến cũng phải đến Cơn khát nước Nay đã được giải hạn Hằng đang quay cuồng trong đê mê Do chàng thanh niên trẻ mang lại Cái sướng không sao kể xiết được Xong xuôi công việc Cũng cả tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ Quả thực gần nửa đời người Mà mai tận hôm nay Hằng mới được thỏa mãn cái nhu cầu thầm kín một cách tối đa nhất. Đúng là người ta thường nói, một cái lạ bằng tạ cái quen quả không sai. Trong phòng ngủ, ông cụ vẫn nằm như bất động, nhưng để ý kỹ thì thấy đôi mắt của ông đang dần dật. Không biết ông có nghe thấy con gái ông đang làm cái gì không? Hằng thì thầm, mấy giờ rồi em nhỉ? Chắc độ gần 11 giờ, thế cơ à? Nãy giờ mà chị em mình nha, à, gần cả tiếng luôn à? Chị mới bao nhiêu trả được Điêu ghê chưa nào Người ta là phụ nữ chứ có phải là Chị định nói như thế nào Là như em đâu Mà làm nhiều cho được chứ già dạ, em không dám chị ạ à. Thôi ngoan nào Chị em mình đi ngủ đi Lần đầu tiên trong cuộc đời Hằng ngủ với trai Hằng cũng có chút đáy náy khi nghĩ đến chồng Hai người tâm sự chút Rồi chìm vào giấc ngủ ngon Trời bên ngoài cũng bắt đầu sáng Có tiếng người đi qua lại Lao sao nói chuyện Chưa đầy 10 phút sau Đã nghe tiếng gõ cửa Trường mở cửa cho hộ lý vào làm vệ sinh Lúc này Hằng cũng đã chỉnh tề Đứng bên giường bố Nàng nhìn bố mình Nằm lòng thấy thương cảm và ăn năn Trên đường về Hằng cảm thấy lòng lâng lâng khó tả Cái tuổi hồi xuân của chị Giờ đã thật sự trỗi dậy Những thiếu thốn này đã được trường bù đắp Như cơn hạn hán lâu ngày từ một trận mưa lớn. Hằng cảm thấy hạnh phúc, tuy có chút lan tăn khi nghĩ đến chồng. Lúc nãy, nếu không có chị hộ lý ở đó, chắc Hằng đã quá giới hạn với trường một cái. Hằng muốn thế, có thể giờ đây, chị đã thuộc về trường mất rồi. Một người đàn ông quê mùa, chân chất, chứ không như mấy lão trong chỗ nàng làm. Toàn nghe những chuyện đâu đâu. Hằng thích cái tính nhà quê, cục mịch của trường. Nhưng giờ đặc biệt, thích hơn là cái kia của cậu ấy quá ấn tượng với chị khi mà trường làm cho hằng vật vờ lên núi mấy lần liền chị không biết nữa từ lâu lắm rồi chị mới tìm lại được cảm giác này cảm giác tội lỗi với chồng hàng ngày vẫn trong suy nghĩ của hằng nhưng những giây phút ngập ngụa trong sung sướng vụng trộm với trường khiến hằng cũng mau quên đi kẻ đến đâu cứ hưởng đã như nhiều bạn thân chị đôi khi cũng tâm sự lúc có tiền mà không hưởng cũng phí. Thôi thì, cố khéo léo, để mà còn ăn vụng như này cũng thích thật. Phần trường cũng bắt đầu nhận chị Hằng rồi. Hễ có dịp là cậu lại tìm cách gần gũi chị, nhưng thật khó cho cả hai, vì điều kiện không cho phép. Chỉ có liều lĩnh như chuyện dàn xếp trường về nhà rồi quay lại bệnh viện để qua đêm với Hằng là tương đối an toàn và hợp lý nhất cho cả hai. Nhiều hôm vào bệnh viện, hai người chỉ biết nhìn nhau rồi bên ngoài cho đỡ nhớ hằng cũng muốn chiều thanh niên trẻ những lúc ấy nhưng cảm giác dở dang khiến hằng càng thòm thèm hơn sáng chủ nhật này không nói trước trong khi trường đang ra ngoài tìm chỗ hút thuốc nhận được điện thoại của hằng là chị đã vào thăm ông trường hối hả chạy về phòng lòng hồi hộp khấp khởi nhưng khi mở cửa bước vào thì trường hơi ngạc nhiên đứng bên cạnh giường bệnh là người đàn ông khá cao gầy trường chào rồi nói với hằng em thèm thuốc quá vừa ra làm điếu chị thông cảm hì hì cậu giả bộ rụt rè biết lỗi hằng nhìn trường biết ý rồi giới thiệu chồng chị ngày nghỉ đến thăm bố vợ chút trường giờ nhìn kỹ người đàn ông này như chị hằng mô tả quả có khác vì khuôn mặt hơi khó ưa lạnh lùng vì nghe đâu ông làm ở tòa án cái nhìn của ông không mấy thiện cảm với trường khi chị Hằng giới thiệu cậu cho chồng biết. Ông Khoái cũng hỏi thăm trường đôi câu chiếu lệ. Với cái nhìn của kẻ trên trịnh thượng khiến cho trường cảm thấy mặc cảm. Cũng may còn có chị Hằng là hiểu và thương yêu mình. Trường thầm nghĩ đến chuyện vợ ông cắm sừng ông mà ông chẳng bao giờ biết. Nghĩ đến đó trường cảm thấy chú đan nủi vì như mình trả thù được lão. Thôi kệ mẹ lão, lão giàu có, lão có tiền lao tiêu. Mình đây không xin không vay, việc chó gì phải ngại lão. Trường tứ an ủi thêm cho mình. Khoảng chừng hơn nửa tiếng, thấy ông khoái muốn về, hằng bèn khéo léo lên tiếng trước. Này chú trường, chú có tranh thủ về thăm vợ con gì thì về đi, chiều vào sớm cũng được. Hôm nay anh chị ở đây trông ông cho, chú cứ về, chiều nhớ vào sớm cho vợ chồng chị về nhé. Tự dưng nghe chị Hằng đề nghị như thế, lòng trường lại xốn sao. Không biết có phải Bản cũ soạn lại Mở lại giữa ban ngày ban mặt thế này không Còn chồng chị thì sao Còn về nhà lúc này Liệu cái thu có ở nhà hay không Ôi cái chị này Làm mình rất khó xử Chả biết đâu mà lần Thôi thì làm liều ở đại Trường hơi bất ngờ trả lời Thế thì em cảm ơn anh chị Em tranh thủ về với vợ rồi vào ạ à. Trường nhấn mạnh cái chữ vợ Cho chị Hằng nghe Rồi loay hoay thu xếp để về mà không quên khẽ liếc xem ánh mắt của chị Hằng quả đúng như ý của Trường lợi dụng lúc chồng đang xem ông cụ ở giường cậu đi ngang thấy thế chị Hằng nháy mắt lại Trường chào vợ chồng bà chủ rồi dào bước nhanh xuống sân bệnh viện đang phân vân chưa biết đi đâu thì được tin nhắn của chị vào căng tin ngồi chờ chị nhé ơ thế là thế nào cái chị này Trường suy nghĩ rồi vào căng tin gọi cà phê chờ tín hiệu của chị Hằng Bên trong phòng bệnh, trong lúc mà ông Khoái ngồi trông bố vợ vừa gọi điện thoại cho đồng nghiệp về công việc cũng như chuyện nhậu nhẹt. Hằng vào buồng tắm, dọn dẹp mấy thứ linh tinh. Chợt nàng thấy trên móc còn chiếc quần xịp của trường. Chị với lấy, rồi vò vò, nghe cái mùi ngai ngái quen quen của trai tư. Bất giác, chị lịm người đi. Hằng nhớ đến đêm ấy. Nàng như mụ người đi, rồi giấu trong gói vệ sinh. Nàng đi ra dọn dẹp tiếp ngoài chỗ ghế bố ngồi, rồi ngồi xuống trò chuyện với chồng. Thế lát nữa, anh cần đi ăn nhậu với mấy ông bạn thì cứ lấy xe mà về. Chiều nói với con Ngọc vào đón tôi về cũng được. Mà chớ mà uống nhiều vào đấy nhé, chỉ thêm hư người thôi. Ông khoái nghe vợ nói vậy thì hớn hở hỏi lại. Thế trưa nay em có ăn gì không? Ô anh khéo lo, ở đây căng tin khối thức ăn. Ngồi với vợ độ 15 phút Ông khoái cũng vội vã về với đám bạn rượu trưa nay. Hằng tiến chồng xong, liền vào phòng tắm chút. Hôm qua lão khoái say rượu về, tự nhiên lại đòi cái chuyện đó với chị. Nhưng chị không cho. Người chồng đầy mùi bia và thuốc lá đến phát kinh. Hằng luôn muốn phải sạch sẽ thơm tho. Thế rồi thì ông khoái cũng chiều hàng đi tắm. Nhưng lúc mà vào trận chiến thì ối lời ôi, mềm như bún. Đã bảo yếu rồi lại còn ra gió, nhây nhúa chả bót rửa đã lâu rồi sáng nay ông khoái đòi vào thăm bố vợ nên sẵn hằng có ý định táo bảo sẽ tìm cách với trường cho bằng được vì cũng khá lâu rồi hai người chưa có lần thứ hai kể từ đêm đó hằng cũng không ngờ mình liều lĩnh đến thế cơ mà giữa ban ngày ban mặt thì à thế nào nhưng thôi kệ cứ vào đến nơi xem tình hình thế nào đã và những sắp xếp của hằng sắp thành hiện thực khi giờ đây chị vừa mới tắm rửa xong và đang ngồi hồi hộp chờ đợi trường quay trở lại phòng bệnh trường nhận được tin nhắn của hằng chồng vừa về khoảng nửa tiếng nữa lên được chỉ có vậy thôi mà người trường cũng nóng ra lên khi nghĩ đến lát nữa đây sẽ gần chị hằng bằng cách nào đây sao chị không dàn xếp như buổi đêm ấy nhỉ hay chị ấy lại đang cấn đây cậu suy nghĩ lung tung lòng cũng dối như tơ vỏ vì sự đòi hỏi đột ngột của chị. Ngày Chủ nhật thì y tá trực cũng ít vào hỏi thăm, cũng là cái cớ để Hằng tranh thủ thực hiện ý định của mình. Cái cảm giác vụng trộm cũng làm Hằng thêm hồi hộp, phấn chấn hơn, bạo dạn hơn. Trường khẽ đẩy cửa bước vào thì thấy chị Hằng đang ngồi nhắn tin điện thoại cho ai đó. Mái tóc dài phía sau còn ươn ướt, trường gión rén đến sau rồi ấn hai tay lên vai chị khiến chị hằng giật mình quát ôi em làm cái trò gì thế làm người ta hết hồn hằng quay lại nhìn yêu trường mùi dầu gội thoang thoảng thơm khiến cậu thêm dạo rực những gì hằng chờ đợi giờ đang tới rồi chị quay lại thì thầm cửa đã khép kỹ chưa kỹ rồi chị em đã chốt trong luôn rồi không được không được làm thế mọi người vào nghi ngờ thì sao thế nhỡ nhỡ Nhớ là như thế nào? Em khỏi chốt cửa, cứ để vậy. Thế làm thế nào? mời ý chỉ được. Trường biết, nên đi thẳng vào vấn đề luôn, khiến Hằng xốn sang. Em cứ thông thả mát xa, tí nữa đi, rồi chị cho mà. Chị cho bằng cách nào? Hằng nhìn lên trường, cái nhìn đắm đuối chiều mến. Vào trong kia kìa. Hằng liếc mắt, nhìn vào cửa buồng tắm. Trường chợt hiểu ra ý của chị cũng là lúc mặt Hằng ửng hồng dạo rực "Thôi em vào tắm đi, tắm sơ rồi chị vào chiều em, chị cũng chịu hết nổi rồi đến này, nhanh lên đi em." Hằng nói mà như ra lệnh. Trường vội vào trong nhà tắm, vừa tắm vừa nghĩ lát nữa mình sẽ với chị Hằng cái kiểu gì đây trong này. Cậu nhìn quanh chỉ có cái bàn cầu úp lại, hay là chị ấy thích cái đứng nhỉ? Mà nghĩ thì Hằng đã lên tiếng xong chưa nào để chị vào nào em xong rồi chị vào đây hằng cẩn thận đi lại phía cửa phòng kiểm tra cửa đã chốt chưa rồi bước vào phòng tắm trên người chỉ đọc chiếc quần lót bé tí hin màu đỏ thôi hằng để hở cửa phòng tắm lắng nghe ai đó đến đột xuất mà liệu rồi cuộc giao tranh khốc liệt giữa hai địa cực nam và nữ bắt đầu ông cụ nằm ở bên ngoài không biết có nghe thấy gì không vì những âm thanh của người con gái lớn quá thời gian trôi mau khoảng một giờ sau khi hai người đã mây nước ngừng trôi tá tởi tơi tả Hàng thì thầm tại em làm chị thích đó già dạ chị tại chị đẹp quá hả Hàng mỉm cười thật tươi đứng lên lấy túi sách mở ra lấy ít tiền đưa cho trường rồi bảo nhớ bồi dưỡng nhiều vào nhé đừng có mở ham nhậu chết với chị đấy nhé Trường cảm ơn chị dối rít Rồi bước ra khỏi phòng Đi xuống căng tin Hàng nhìn trường bước đi Mà lòng giặt rào vui sướng Vì từ đây cũng còn có dịp Để vui vẻ với trai Kể từ đấy Hễ có dịp là hai người tranh thủ Ngay trong buồng tắm của phòng bệnh Trường cũng dần thuần phục Người đàn bà thiếu thốn này Hằng lo lắng chăm sóc cậu nhiều hơn trước đây Chuyện vui vẻ của hai người khá kín đáo nên cũng chẳng ai phát hiện ra được. Dẫu có một đôi lần, suýt bị y tá vào đột ngột, thăm bệnh nhìn thấy. Hằng được hơi chai, nên càng ngày da rẻ đỏ hẳn lên. Chị cảm thấy vui và yêu đời hơn. Mọi người ở chỗ làm cũng hơi ngạc nhiên về sự thay đổi này của chị. Họ tha hồ bàn tán, khoe nịnh, đủ hết lời về bí kíp nào mà chị được như vậy. Hằng thầm mỉm cười với họ. Cũng đôi lần, Hằng muốn tìm khách sạn để thoải mái với trường một lần Nhưng rồi chị sợ bị phát hiện Nên từ bỏ ý định đó Như thường lệ cuối tuần Hằng bà con gái vào thăm ông Và cũng dàn xếp để trường về thăm vợ Dẫu đã bị chị Hằng Cuốn vào cuộc chơi để hấp dẫn sung sướng như thế này Nhưng trường cũng không khỏi Từ bỏ trách nhiệm làm chồng với Thu Nên cứ khoảng một tháng Là cậu phải về thăm vợ Và không khỏi chuyện trả bài Cho nàng đầy đủ Sáng nay, Hai mẹ con vào hơi trễ Trường thầm trộm nghĩ Chắc hôm qua chị lại phải chiều chồng Nên giờ mới vào trễ đến thế Trường cũng có chút hơi ghen về chuyện đó Dẫu biết chồng chị Không thể so bằng mình về khoản đấy Hằng ăn mặc thật đơn sơ Với chiếc quần tây đen Và vẫn chiếc áo phông rộng thoáng Ngọc con chị hôm nay Lại ăn mặc khá hot Khiến trường mặc cảm không dám nhìn Chắc cái Ngọc sẽ giống mẹ mình Về tính dê trăng Nhìn thoáng cái áo mỏng manh Nó mặc như không Như đã hiểu ý Từ trước nên trường lịch sự chào hai người rồi về nhà Trên đường về Trường có cảm giác bớt hứng thú Khi nghĩ về thu Mà lát nữa đây sẽ chào đón mình Bằng những màn kịch liệt Vì thiếu hơi chồng Trường giờ đã có chị Hằng phục vụ Đã no say chán chè Nên nghĩ đến chuyện với vợ Cậu cảm giác như là trách nhiệm và bổn phận chứ không còn hứng thú gì nhiều như trước đây nữa. Khi trường vừa bước ra khỏi phòng thì cái Ngọc lên tiếng ngay. Không biết mẹ nghĩ thế nào mà thuê cái chú ấy chăm ông chứ con là con không ưa tí nào. Con nói thế là ý thế nào? Con thấy chú ấy bẩn bẩn sau ấy. Ăn mặc thì lôi thôi lấy thích. Con hay nhìn con. Ai bảo con ăn mặc như thế kia? Thằng chỉ vào người con gái mở trách. Con ăn mặc thoải mái quá là sao mà họ không nhìn? Còn mẹ cũng thế chứ. Có lúc qua, con biết mẹ vào thăm ông mà còn hơn thế. Cái ngọc nói đúng quá khiến Hằng giật mình. Ơ ờ, cái con này, mẹ nói thế à? Mẹ lớn tuổi rồi, mẹ muốn thoải mái không phải lo cho mẹ nhé. Cái ngọc giờ đã lớn quá rồi, lớp 11 chứ còn ít gì. Nó cũng đã có bạn trai và cũng đã từng làm chuyện vợ chồng. Hằng biết con mình nói đúng nhưng dáng chống chế dẫu sao thì chị đã được trường phục vụ sự thiếu thốn của mình lúc này ngọc đâu ngờ rằng mẹ mình đã lên giường cho kẻ mình không ưa kia thoải mái hằng rất là khéo léo giấu mối quan hệ lén lút này chị luôn tâm niệm câu người xưa nói ăn vụng phải biết chùi mép nên hằng rất cẩn thận không để một sơ hở nào để mọi người có thể biết được chính chỗ phòng bệnh này là nơi ít ai ngờ tới nhất Ngọc vào thăm ông lát rồi nhắn bạn trai đến đón về nhà. Hằng thì ở lại, cũng sửa soạn dọn dẹp trong phòng rồi đi làm nghỉ trưa. Hằng nghĩ đến cảnh sáng sớm tinh mơ, trường và chị sẽ được bên nhau. Chị cảm thấy người lâng lâng, rồi chị thiếp đi lúc nào không hay. Hằng thức dậy khá muộn, chiều tối, chắc trường lại phải chiều vợ rồi mới vào. Chị nghĩ linh tinh và chút ghen ghét người đàn bà kia. Hằng đi tắm, rồi lấy thức ăn ra ăn tối mà gọi điện thoại cho chồng, cho con. Rồi chị nghĩ đến trường. Bất giác. Chị thấy nhớ. Và đòi hỏi quá. Giữa không gian bắn vẻ của phòng bệnh này. Hằng mới liều lĩnh. Lấy điện thoại nhắn cho trường. Em vào gấp. Chị có việc phải về. Chỉ có lời nhắn đấy thôi. Mà Hằng đã nhận ngay tin nhắn của trường. Vâng. Em vào ngay chị ạ. À. Lúc này. Đã gần 9 giờ tối. Trường cũng vừa xong một hiệp với Thu. Cũng tội nghiệp vợ. Thiếu hơi chồng. Nên Thu cũng hối hả, rồi lăn ra ngủ say. Trường chỉ kịp khen nói với vợ có chuyện gấp, phải vào bệnh viện. Thu có chút hờn rỗi, nhưng cũng để chồng đi ngay trong đêm, đang mặn nồng. Trường vào đến bệnh viện khá khuya, trên đường lòng hồi hộp, không biết chuyện gì gấp thế. Cậu hối hả bước lên phòng, thấy xung quanh yên tĩnh như mọi ngày. Thế có chuyện gì ư? Trường khe đẩy cửa bước vào, mới gión rén như bao lần hẹn hò lén lút với chị Hằng. Cậu nhìn quanh phòng, không thấy chị đâu cả. Chiếc ghế xếp chờ ở góc phòng. Nhưng dưới nền nhà là chiếc chăn hằng đã trải sẵn và chiếc gối với chiếc váy ngủ vứt bên cạnh. Trường thầm mừng trong lòng. Từ lo âu, tâm trạng của cậu giờ lại tươi tắn hẳn lên. Cậu đi về phía buồng tắm thì đã thấy bên trong chị Hằng bước ra ngoài. Sướng thế này mà chị làm em lo quá. Ừ, chị nhớ em quá. Chị nhớ em quá thôi hằng không ngại ngùng mà nói tục luôn vì đã va lắm rồi rồi mọi thứ cũng được giải quyết xong rồi hằng nhìn khuôn mặt trường mà ấy náy lát chắc chị phải ghé vào tiệm thuốc tây mua thuốc uống quá dạ bâng chị ôi ngại ghê mỗi lần ghé tiệm thuốc mua thuốc nhìn mấy con mẹ bán thuốc thấy khó chịu ghê thôi lần này em lỡ chị bỏ qua cho em nhé em mà cứ hứa mà chẳng bao giờ giữ được vì cũng thấy chị đẹp quá nên em khó hai người nhìn nhau cười hì hì lát nữa về hằng phải khéo léo chứ không lão chồng biết được uống thuốc này thì khốn mà không được hằng phải ở đến sáng mai mới về cơ chứ trường làm chị khó xử quá nhớ chị dính bầu thì sao hằng vừa nói vừa bước ra hay em đi mua thuốc cho chị nhé có biết không đó mà đi mua hả thì em cứ ra nhà thuốc Bảo bán cái loại khẩn cấp Là chắc họ bán ngay mà Nhìn cái mặt hiền hiền vậy Mà sao nói thấy lanh quá Thế cũng chắc Lỡ với cô nào trước đây rồi chứ gì Trường cười hiền lành Dạ chưa bao giờ chị ạ à. Thôi để chị đi cho Em có xe đâu mà đi Nằm đây trong ông rồi chờ chị nhé Vâng ạ à. Hằng đi ra cửa Rồi vội đi qua tiệm thuốc tây bên đường Trên đường đi Hằng cũng tự trách mình Cũng quá ham hố không kìm được trước sức chai của trường. Chị bước về phòng lấy nước uống rồi nằm xuống bên trường, thủ thỉ như cặp vợ chồng mới cưới. Rồi hai người cùng chìm vào giấc ngủ say vì mệt. Vậy là chỉ hơn một tiếng đồng hồ là chị có thể giải quyết cái cơn khát của mình rồi về đến nhà. Trong khi vào giờ đó, chồng nàng, ông khoái vẫn đang còn huyên thuyên với đám bạn nhậu. Có biết vợ vừa với trai trẻ đâu chứ? Nghĩ đến, Hằng cũng bớt ăn năn, hối lỗi với chồng. Kệ lau ấy đi, cứ dáng mở rượu chè, bỏ bê ruộng hoang, cỏ mọc um tùm, thì nay có thằng khác, nó cầy bừa hộ cho. Vừa hôm qua xong, không báo gì trước, Hằng giả bộ, nói với con gái, mẹ đi siêu thị chút, là chị đã tót vào trong bệnh viện với trường, để vui vẻ trong cái buồng tắm nhỏ bé kia. Cách làm này trở thành quen thuộc đối với trường thường thì tầm từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Khi bóng khoái bận việc hay bận nhậu với bạn bè là chị tót vào với chàng ngay. Có khi một tuần, chị được trường chiều đến 5 lần nên chị rất thích và càng ngày càng táo bạo, liều lĩnh hơn. Trường cũng biết chị đang nghiện chuyện đó với mình nên cậu cố gắng chiều chị nhiều hơn. Thỉnh thoảng, chị có đưa thêm tiền cho trường, bồi dưỡng vào, cho có sức mà chăm ông. Nhưng thực sự là trường hiểu là bồi dưỡng để phục vụ tốt cho chị cái chuyện kia thôi. Thời gian lén lút như thế này cũng chấm dứt sau hơn 6 tháng trường làm việc. Vì ông cụ không qua khỏi cơn bệnh hiểm nghèo đã theo đuổi ông khá lâu. Ngày ông cụ mất thật nhẹ nhàng như bao ngày ông nằm đấy thôi. Nhưng lần này ông không còn thở được nữa. Ông cụ ra đi vào buổi đêm lúc trường còn mải ngủ, lúc ngủ dậy Cậu liền báo cho chị Hằng biết. Ngày đưa tang ông cụ, trường có đến nhà chị Hằng để dự. Cậu rụt rè khép nép, đứng trước bàn thờ ông. Nhìn hình ảnh ông, rồi cậu nghĩ đến cái chuyện của chị Hằng với cậu đã xảy ra nơi ấy. Khiến cậu cảm thấy ăn năn xấu hổ với ông quá. Đám tang cũng xong. Trường và chị Hằng còn gặp nhau ở phòng vệ sinh bệnh viện một lần nữa. Rồi hai người đành chia tay. Trường rất buồn vì hết việc và tiếc nhất vẫn là vẻ đẹp hồi xuân kia sẽ không còn có cơ hội cho cậu gần gũi nữa phần hằng vì cái tang quá lớn trong đời mình nên chị quên hết mọi chuyện với trường mà tập trung vào công việc và gia đình để bù đắp mất mát này chị ăn năn trong tâm can khi nghĩ về chuyện đã làm với trường chị biết chỉ vì cái tính ham trong người mà chị mới nên nông nỗi thế này May mà suốt thời gian lén lút trong bệnh viện Không ai phát hiện được Trong một vài lần xuống công tác Ở khu vực gần Mỹ Đình Hằng thử nhắn tin hỏi thăm trường Nhưng không nhận được trả lời Chỉ muốn hỏi xem Đời sống trường giờ đã đến đâu Cậu ấy làm gì Sau này để chị có giúp đỡ thêm Hằng không còn dám Nghĩ đến chuyện kia nữa Dẫu một lần thôi Mà nhớ nhau cả đời Chỉ cần có một lần rồi thì sẽ có thêm nhiều lần nữa hằng biết thế nên cố kìm nén bản thân để lo cho gia đình và nghĩ về hình ảnh người bố vừa mất